đóng cửa lại sao? Để đi với con sao? Ủa rằng cái ái này vẫn chưa chưa qua được lượt chia sẻ ta? Trang cái lỗi nhé, trên phần mềm, trên tepod 2 ngày. Hello hello cả nhà nha. Hello, hello chị Hiếu Hy Hồng, hello chị Phán Nguyễn nha. Hello chị Nguyệt Trần, hello chị Sương Thu. Chị nào vô rồi, Thái Nguyên rồi, nhìn ok chưa lên luôn nha. Nhìn ok chưa, lên luôn nè. Sao ngày nào cũng một bao như thế này ta? Ngày nào cũng một beo hàng xã, hello chị Tiết Nguyễn. Rồi nha, chị nào vô rồi tương tác lên luôn dùng nguyên. Hello chị Minh Diệu nha. Mỗi chị em mình vô xem live tương tác lên luôn dùng nguyên xíu nha chị em mình nha. Lên là lên thôi. Trăng váy đẹp mê ly Nguyên ơi. Trăng váy 95k đúng không? Các chị hôm bữa cái live á, chốt mấy một like hôm bữa mà làm mà 6 cái váy à, 7 cái váy. Chị nào bữa nhắn tin qua cái ôi váy chị mặc nguyên cả tuần không hết, mặc luôn 7 cái váy trong mà không mà 6 cái trên like 2-3 chị vì nó đẹp mà lao lao nó mới có hàng đúng không, nên là mình tranh thủ. Vuốt cái gì vô không có hũ á, đây không có phần, không có nơi kìa, toàn đó ai kìa. Nhìn ok chưa lên luôn nha. Em lên luôn nè, lên nhanh luôn nè, để mà qua lên hàng mới nha. Trời, cái này là những thành phần ghé nhà lấy, xả bớt dần đây, ghé nhà lấy và xả dần đây. Nhìn ok chưa lên nha. Hello chị Pha Lê, hello chị Châu Mỹ Trang nha. Cái mớ này là cái mớ hàng xả lên nhà lấy mà còn nữa, còn chưa gọi hết, còn chưa gọi hết nhá. Vô đi và chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Mỗi chị em mình vô xem like chưa tương tác lên luôn dùng nguyên nhá. Cái mớ này là cái mớ hàng ghé lái rồi các thể loại ghé, ghé từ năm nào qua năm nào. Em bận quần gì vậy? Em bận quần kaki, quần kaki, quần kaki mềm ấy. Ta xuống đi tình ngô. Ta xuống dưới này đi tình ngô để bóc cho nó dễ chị em mình ơi. Vào và sang hàng sale và nhớ chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Cho cái bao này xuống đi tình ngô. Xin xác cho màn hình dấu. Đó đó, ngã kìa, để đi bóc cho nó nhanh. Bóc cho nó nhanh nha, vào và tương tác lên luôn dùng nguyên. Chị đặt cái up Facebook mà chưa thấy. Từ từ. Cái áo nào chị ta?
Áo về chưa đi đơn cho chị nghe, đừng có xả nha. Áo gì Âu Nam ngày mai mới về. Cố gắng chia sẻ lên luôn, dù Nguyên lên chơi 50 view rồi bắt đầu lên nhá. Còn luôn. Còn mấy cái rồi nãy bốc ra được mấy cái quần này nè. Xíu em lên bán tặng, chia sẻ đi, xíu em lên bán tặng cho. Nha, con quần Nguyên đang mang còn mấy con thôi. Và lên và chia sẻ nhé chị em mình ơi. Nha. Ủa sao thế? Sao lại trong này có hàng của chị Kỳ Nguyễn là sao? Em chưa biết là cái gì, cái thể loại gì, nhưng mà một bao to, một bao rất là to. Vô thế nè. Thảo Phạm, ghé nhà lái từ cái đời não đời nào bây giờ. Từ ngày 9 tháng 3. Từ ngày 9 tháng 3 có bán luôn. Ok chị con. Từ ngày 9 tháng 3 chị em mình nghỉ để ghé lấy nè. Đây. Thảo Phạm. Em lên nha. Lên mã bi size nào, size 38, cái này cũng hết sạch xanh xanh rồi. Hai cái bi size 38. Ngực su, mốt này mốt 3 phân rưỡi nha. Mốt này là mốt 3 phân rưỡi nha chị em mình ơi. Lên mã này là mã su dùng nguyên. Hai cái đi. Em đi chị em mình 29 càng con luôn. Đi hai nhé, không tách lẻ ra nữa chị em mình nhé. Đi hai nha, con này em đi hai và em không tách lẻ nhá. Cái này là su cực mềm luôn. Con su này là su cực mềm luôn. Sao gửi sót được, cái nào gửi sót bỏ lại chứ đâu phải à. Cái chị Nana nè. Nana 2B nè, 29.000 con nhá. Cái chị Nana nè. Nana nè, ok chị Nana nè. Ba cái áo nam 95, ui. Cứ mua cho chồng được ba con áo để ghé từ ngày 9 tới giờ. Ủa cái này tới 3 cái à. Hai cái. Ba cái này mua cho chồng từ ngày 9 tới giờ, giờ lại xả ra. Trời ơi, mua cho mình thì được, để mua cho chồng có ba cái áo với hai cái áo ngực. Ba cái áo nam và hai cái áo ngực. Xong cuối cùng là giờ xả ra. Rồi lên luôn dùng nguyên con này. Hàng 95 là chị em mình nè. Còn ba bộ 100 em còn size size đến 18 kg. Đẹp, bộ nó đẹp mà nói chung là còn size nhỏ quá nên là nguyên sale thôi. Cái này size đến 18 kg dùng nguyên nè. Nè, áo lộn. Size đến 65 kg. Con áo nam 95.000, cái này em đi chị em mình 85.000. Cố gắng chia sẻ mạnh tay luôn dùng nguyên nhé. Này. Có nam này cực xịn luôn, ai nhận con này về cũng khen hết. Mua đúng ba cái cho chồng, hai cái xôi mới hết rồi nhá. Mua đúng ba cái áo xịn cho chồng xong, để từ ngày 9 tới giờ. Bữa nay ngày mấy rồi? Bữa nay ngày mấy rồi? Đây ghế lái này, những cái thành phần ghế lái này đừng mua giùm em nha. Sợ tốn tiền tiếp thì là ghế lái, chịu khó ghế lái như thế này. Nhân viên gọi đến là xả đơn thôi. Để kiểu này là biết có vấn đề rồi. Con này em đi chạy mình là 85.000 luôn dùng nguyên nhá. Lúc người ta bán size to không có size to. Em nhắc lại một lần nữa nha. Nắng mùa hè áo nam 85. Những cái thành phần mà ghế lái kiểu này lần sau đừng mua hàng nữa. Em đã để cho tới lái thì lần sau đừng mua hàng nữa nhá. Một lần, không có lần hai nữa nhá. Đấy, cái bài nha. Cái bài mà cái bài ghế lái này em cũng ngao ngán lắm rồi. Thì Nguyễn không chia sẻ thì Nguyễn chia sẻ lên. Cái này size dành cho những anh em nào 60-62 đổ về 60 đi. Chốt cho nó thông thả. Được hai con, một trắng và một kem. Cái này Nguyên được hai con, một trắng và một kem nhé. Em đi luôn cho chị em hình này, như là cái này bị ẩn comment, cái nào không thấy. Cái nào không thấy. Đấy. Cái này đó đang bị ẩn comment. Đang bị ẩn comment, không thấy. Không thấy được. Nu xanh cho chị Phạm Hương luôn. Cho chị Phạm Hương luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Phạm Hương, nu xanh. Phạm Hương này ghi Phạm Hương Đồng Nai nhé. Trong lại lộn nhé. Cái Phạm Hương Đồng Nai. Ok Phạm Hương Đồng Nai. 85 càng con. Rồi nha, lên tiếp luôn dùng nguyên cái này. Bị ảnh comment đó chị em mình. Con này lên luôn chung mã chip luôn dùng nguyên. Chúc các chị nào chia sẻ nhé, chip này cũng hết rồi. Em lên luôn chị em mình chip này. Giá lên luôn chị em mình là 45.000 năm con luôn. Chị em mình mà đi đâu gặp giá này quay đào lại cho Nguyên nhé. Không cần mua hàng của nhà Nguyên nữa. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi nhá, lên luôn cho mã tặng chip là ok. Chị chốt lên cho chị nào chia sẻ này. Chip này mà thời điểm này tìm hàng không ra đâu chị em mình này. Hàng này cắm biên đâu có hàng về đâu. Nha, lên luôn cho mã chip 45.000 năm con. Size này chị em mình lấy 60 vô tư. Nha, 45.000 năm con. Comment mã tặng chip là ok nhá. Chốt mã tặng chip được 2 set thôi. Nha, lên mã tặng set chip luôn dùng nguyên.
Size này chị em hàng này hàng kháng khuẩn, size 65 vô tư luôn dùng nguyên. Bỏ hai cái bì đi sao. Nha, tặng chip luôn dùng nguyên 45k. Nhá, chốt mã tặng chip 45k là ok. Công khai lên chị Nguyễn nha. Chị chốt cho chị nào chia sẻ nhá. Ui, size 35. Size 35 này làm gì có hàng, cái mã đuôi cá này làm gì có hàng chị em ơi. Em đi chị em 60k luôn. 60k nhá. Nha, con này em đi chị em 60k, chị chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Không chị ơi, chị chia sẻ không công khai, ông không chốt nhá. Chị Trâm Nguyễn không chia sẻ. Nha, con này em đi luôn chị em 60k. Nguyên nói là size nào mà size 35 kg mà tìm ra được con này. Đợt này hơi bị khó nhá. Không có hàng, con này hàng kit mun nhá. Lên mã váy luôn dùng nguyên. Chị Nguyễn Văn không chia sẻ. Chốt cho chị nào chia sẻ thôi chị em mà nói. Thun Thái này. Thun Thái luôn dùng nguyên. Chiếc cho chị Hoàng Nhi. Chiếc cho chị Hoàng Nhi. Thun Thái, chiếc con này 59k. Lên mã 50k luôn dùng nguyên. Chốt mã Thái 50 nhá, toàn màu đẹp không à. Thái 50 nhá. Thái 50 em có một con, chị nào lấy Thái 50, chốt Thái 50 luôn dùng nguyên là ok. Thái 50 nhá, tay này dành cho chị em mình đến 62kg vô tư con này luôn. Vô tư con, ui lắm chip đi trời. Còn chip su hoa cúc con này. Con này mới vừa lên xong. 50 cho Mỹ Anh Hồ. Con này mới vừa lên xong. Nè. Con này bao nhiêu, sale 85.000. Con này lên mã khoác len dùng nguyên nhá. Khoác len con này đẹp lắm chị em mình này, 60-62 vô tư nhá. Khoác len khoác kéo con này em sale luôn chị em mình luôn. 85k, đi chị em mình 70k luôn. Nha, lên mã tặng khoác len luôn dùng nguyên là ok. Nha, chị nào lấy mã tặng khoác len, chốt mã tặng khoác len. Có nhiều quá chị em mình ơi. Nhiều quá thể con này tặng 20k luôn, size 57. Tặng quần 20k. Nắng mùa hè. 75k, 75k. 75 nắng mùa hè. Con này tặng 20k luôn, size 57. Tặng quần 20k, size 57. Nha. Xả hết bao này cũng hết nửa tiếng đồng hồ. Chiếc còn không xả? Chiếc cho chị Nguyễn Văn lên thông tin cho em. Khách mới có đơn kèm thông tin nha. 20 cho người tình canh nam. Khách có đơn kèm thông tin nha, không có thông tin là chịu luôn. Lên mã tặng ong luôn dùng nguyên. Quần này con quần giãn chéo với chị em mình là 57 đổ về. Theo hết toàn bộ. Lên mã ong nhé, cái này em theo luôn chị em mình bao nhiêu tiền? 39k ong đi. 39k ong nhé. Quần dài đuổi không? Con này đi 39k ong, chị nào lấy ong lên ong 39k là ok nhé. Mỗi chị em mình vô xem like sang hàng sale nhớ chia sẻ nhé. Còn chị nào không chia sẻ bỏ qua nhé chị em mình ơi. Rồi tiếp con này. Sai gì đây? Cái bộ này sao ta? Bộ này mà sao vậy? Sai 55 đổ về lên mã dâu. Bộ này quá đẹp. Vậy mình để ý giờ cái này toàn người ta đi hàng 6, hàng 7 và là giá trị số lượng lớn ấy. Ông cho hiếu y học. Hàng 6, hàng 7 nhá. Là số lượng lớn ấy. Nha, cái này em đi luôn chị em mình luôn. 69k. 59k luôn. Nha. Size 55 57 đổ về chị em mình chốt đẹp. Comment mã tặng dâu 59k luôn dùng nguyên nha. Nha, 59k tặng dâu, chị nào lấy tặng dâu chốt tặng dâu luôn dùng nguyên là ok 59k. Còn chân váy này. Chân váy này eo của chị em mình 74 đổ về là chốt đẹp. Nha, con này Nguyên nói cháy hàng luôn, ngày hôm qua là hết luôn. 59 hết rồi. Ngày hôm qua là hết luôn con chân váy này rồi chị em mình này. Eo 72 đổ về nhá. Váy xòe. Eo 74 đổ về, sorry. Eo 74 đổ về. Con này eo 74 đổ về là chốt đẹp, con này cực đẹp luôn ấy. Lên mã váy luôn dùng em đi chị em mình, con này 69k. 69k con này nhá. Váy xòe nha chị em mình ơi. Eo tầm 74 đổ về là lên đẹp con này. 69k hai túi này. Chị nào lấy váy chốt váy luôn dùng nguyên là ok nhá. Comment mã váy luôn dùng nguyên. Nha, chị nào lấy váy lên váy luôn dùng nguyên là ok. Cái gì vậy trời? Sang đừng cho bán chấm bi chị mình thấy không? Cái mã này hôm bữa lên nhiều chị không có đâu. Nhiều chị mua hàng cứ cười dễ sợ. Dâu 59 cho Nguyễn Văn. Mua đúng một cái xong ao ra. Đến lúc chốt đơn lại xả. Nè, chị em mình nhìn nè. Size 12 kg cho bé này. Đúng không? Cái mã bi này hôm bữa Nguyên lên like nhiều chị chốt không được nè. 12 13 kg ok luôn. Em đi chị em mình 35.000. Đúng không chị em mình? Hôm bữa cái mã này Nguyên lên là không có hàng đúng không? Đấy, mình chốt được xong. Thì hàng người ta đi gọi là xả này xả 1/4 giá bình thường nè. Đấy, 1/3 giá bình thường nè. 35.000 bộ bé luôn. Size 13. Size 12 13 lên mã bộ bé. Nên là chị em mình xác định mua hàng bây giờ đã. Bao nhiêu tiền đây? Hả? 35.000 đã xác định mua hàng thì là đi hàng. Ngày nào cũng trả một đống hàng hết. Vì cái lý do là mua được con cái. Mua được con cái sợ tốn tiền tiếp. Chiếc này để lại đi. 35 hết rồi nha. Chiếc này bữa nay không có hàng bán, đừng bỏ vô hàng xả là chết luôn á. Xả là chết luôn á. Nè.
Em xả nữa luôn, đừng sale mà không có hàng bán mà cứ sale sale này chết luôn còn à. Phải được một set này, bốn set luôn. Rồi tới bốn set luôn. Tới bốn set đây đây cái con chip là sao này. Bỏ riêng cho không lộ. Riêng cho không lộ. Bà này bảo ghé lấy từ rồi nè, em ly hàng. Chị nào làm sao em không chốt nha, chị em ly hàng mà có xem like em không chốt cho chị nữa nha. Ghé bao nhiêu lần ghé nè. Ủa lắm mấy xe 43 nghìn. Xe 43 nghìn. Đã xả một lần là làm sao em không chốt nữa nha. Em nói ngày nào em cũng nói mắc mệt luôn ý. Tặng 29 nghìn luôn. Tới nhà lấy đó. Tới nhà từ cái thời nào, từ cái áo này từ từ ngày 12 tháng 3. Chị em mình nghĩ đây mua cái áo ghế nhà 43 nghìn từ ngày 12 tháng 3. Em ly hàng. Em không chốt, chị có đang xem like lần sau em không chốt hàng nữa. Lưu ý luôn cho Mai Thí Diệu. Con này em sẽ nói luôn, chị em mình 39 nghìn tay 16, hàng Kid Moon. Nhá hàng Kid Moon, chị nào lấy cái này lên luôn dùng đi. Mua hàng thì phải có trách nhiệm chứ. Em nói những chị này ghé nha, chứ còn đừng. Nhiều khi là mắc công những chị khác không ấy, mắc công phải nghe. Nghe like luôn. Nhưng mà rất là bực mình. Ui. Con gì đây, size 52 đổ về. Con này size 52 đổ về, con này tặng 49k luôn nha. Hàng 89k này, tặng 49k luôn. Nha, chốt lên luôn dùng nguyên con này. Để người ta ngày nào cũng nói hết. Tặng 49k con quần le luôn. Chị nào lấy quần le, comment mã quần áo le dùng nguyên trang. Quần le nhé, cái này mới vừa lên xong. Áo 39 không phải 29, à 29 nhỉ. Quần le size 52, 55, size L em bán tặng chị em 49k. Chị nào lấy mã quần le, chốt mã quần le luôn dùng nguyên 49k. Áo bé 39 nghìn. 39 thôi. 49 cho chị nhanh pha. 49 cho nhanh pha. Hai con này em đi chị em mình 40k luôn. 40k luôn, size 60-62kg nha, 40k luôn. Nguyên nói là những cái này là em lấy về để em bán tặng cho chị em mình thôi nè. Đấy, bán tặng cho chị em mình thôi. Chứ xong cứ mua vô sang chốt, xong cái là xả ra. Hai bộ này mới vừa lên xong, size 55 đổ về. 125.000 em sale đúng không? Em lưu chị em mình 110.000 luôn. Hai bộ nhé. Size 55 đổ về, bộ này bộ lên hãng này chị em mình. Ngày nào cũng biết ngày nào. Mà em mà đã xả ra là em xả luôn nha, bộ lên hãng dùng nguyên nhé. Size này chị em mình 52 đổ về là chị em mình chốt đẹp nha. Cầm em mã bộ lên hãng 110 thì là chạy bao nhiêu tiền? 55.000 một bộ. Chị em mình nghĩ đi, bộ hàng lanh hãng nhé, 52 đổ về, 52 đổ về có chứ. Nhưng mà mấy cái người này á, nhiều chị á dùng Facebook khác nữa chị kìa, dùng Facebook khác nữa kia, nhiều chị hay lắm. Em đã không bán rồi nha, em đã không bán, em dặn rồi nha. Dùng Facebook khác mua hàng, 10 cho Mai Thí Diệu mua hàng. Xong mà đến lúc mà cho cái số điện thoại lại y cái thông tin cũ mới phát hiện thôi. Đấy, y thông tin cũ. Hoặc là nhiều chị gọi nghe cái giọng mới biết hà, mới biết là khách cũ. Nghe cái giọng gọi là nghe quen luôn, nhất khách cũ mà gọi quen cái lái xong cái cuối cùng là xả. Đây mà quyết là không bán nữa rồi. Áo nam cái này em xe trẻ mình 69.000 nha. Áo nam 69 con nè, hồi tối mới vừa lên xong. Con này mới vừa lên xong 69.000 nha. Chốt mã áo nam luôn dùng 69. Size 70 đấy. Size 70 em chặn luôn ấy chứ. Em vô trên ấy em chặn luôn ấy chứ. Mà cuối cùng cái này là đơn ghé đây. Đơn ghé con này 52 đổ về. Tặng 45k bộ lụa siêu nhẹ luôn. Tặng bộ lụa siêu nhẹ 45k nốt luôn. Thì nào lấy lụa. Thôi đi miết cái đống này trời. Lên 2 mã 3 mã nữa thôi chị. Mệt đi mấy cái mã này mệt lắm. Lên mã bộ lanh trung tuổi. Lanh trung tuổi nhá. 69 nam cho Phong Nguyễn. Cái này cũng gọi là chưa gọi là bom nha. Chưa bom nhưng mà gọi là ghé lái đây nè. Ghé lái xong mà chị em mình thấy có cái đơn từ ngày 9, có đơn từ ngày 13. Đấy là ghé lái đó, từ ngày 9 ngày 13. Nè. Bộ lanh này size 60 này. Bộ lanh mẹ chị nào mà nhận cái bộ lanh này là về thích thôi, chị em mình nhìn cái gái trong của nó này. Lanh nhung xịn nhá, tay 60. Cái này bây giờ mình 79 nghìn luôn. 79 nghìn nha, quần này là quần xó nhá. Với nó riêng cái tiền công may không là đã. Một bộ nếu như mà tiền công may không là 90 nghìn nha, 90 nghìn bộ lanh này. Ở trong quê chứ còn giờ ở ngoài này thì không biết. Đấy, lên luôn dưỡng mã này là mã tặng mẹ luôn dùng nguyên 79 nghìn luôn.
nha, tặng mẹ 79 và size 60 nha. Chị nào lấy tặng tặng mẹ lên tặng mẹ nha. Tặng mẹ cho Nguyễn Thị Diễm lên thông tin nha. Diễm lên thông tin cho em. Đây còn bộ tặng mẹ luôn, cũng size 60 luôn. Còn một bộ tặng mẹ, lên thông tin cho em nhé. Có đơn chịu khó lên thông tin giùm em với nè. Chứ không đến lúc chốt đơn nhiều chị ơi, chốt xin tới xin lui. Chốt đơn lúc trên live thì hồ hởi lắm, nhưng mà đến lúc chốt đơn là xin tới xin lui. Chị Diệu Dung không chia sẻ, còn một bộ nữa thôi nha, còn một bộ em xây chị ăn 79.000. Đấy, đến lúc đến lúc chốt đơn ấy là trời ơi, xin cái thông tin gì đâu mà nó cực ơi là nó cực. Cái này như bị dơ. Cái này bị dơ phải, cái này cách đổi. Bị dơ nhá. Cái này chị em mình về mặt nhà cũng được. Đây luôn những mã này mã không đồng size 60 62. Đây mã không đồng size 60 62. Đây còn một bộ tặng mẹ đây. Đây còn một bộ tặng mẹ size 60. Thế thế cho bảo cho chị Nguyễn Thị Diễm bộ này luôn. Lên cả địa chỉ trên live cho em. Nguyễn Thị Diễm lên địa chỉ luôn trên live cho em nhé chị ơi. Nguyễn Thị Diễm. Tuyết Trần Đỏ ghé lấy. À 0935418779. Mùa hè. Từ ngày 8 tháng 3 này chị em mình. Đây có nó điều đâu, từ ngày 8 tháng 3 này. Đấy. Từ ngày 8 tháng 3 giờ mà bữa nay mới chính thức xả nè. Chứ không phải là xả ngay đâu. Cho chị Tuyết Trần Đỏ hình đại diện một áo, bữa nay đổi hình màu trắng rồi. Hồi nãy vô coi là đổi hình đại diện màu trắng rồi. Ghé lấy. Con này tặng 19 luôn. Sai trẻ mình đi 60 nhé. Sai 60 tặng 19k sai 60. Tặng 19k sai 60. Mỗi khi là để hình đại diện màu đỏ đọc là Tuyết Trần Đỏ. Bữa nay hình như đổi qua Tuyết Trần Trắng rồi. Ghé lấy nè, từ ngày 8 tháng 3. Từ hôm ngày 8 tháng 3. Bộ này Nguyễn Trâm Anh không chia sẻ. Chị chú chị nào chia sẻ cho sai trẻ mình 50 đổ về. Bộ lục rồi nhé, tặng 29k luôn. Chị Tâm Mộc không chia sẻ. Chị nào mà đã vô like mua đường cái thì tranh thủ mà chốt thêm. Còn nếu đã không có thời gian chốt đơn ấy thì là để cho người ta đi đơn nhé. Đừng có gom tới gom lui, gom tới gom lui rồi xả của người ta mệt lắm. 19 cho Phong Nguyễn. Cái này em đi luôn cho em bộ 29k bộ lụa luôn dùng nguyên. Sao chị em mà 55 đổ về chị em chốt đẹp nhé. Bộ lụa dùng nguyên này chị em mình nhìn hàng. Tặng 29k. Bộ lụa tặng 29k, chị nào lấy bộ lụa tặng 29k chốt lên luôn dùng nguyên nhé. Lụa cho. Chị Nguyễn Thị Diễm lên cả địa chỉ trên like cho em đi. Hoa củ đá à? Lên cả địa chỉ trên like luôn dùng nguyên đi chị ơi. Hoa củ đá nha. Hoa củ đá là thông tin luôn. Cái này để cho hạ nguyên luôn. Để cho hạ nguyên luôn. Lên thông tin lên cả địa chỉ trên like cho em nhé. Bộ này tặng luôn. Ai mới lên thông tin đi. Quần nha. Dài 30 ba mấy nghìn. Size to nhé. Size quên, size S nhé. Hạ nguyên lên. Size 50 đổ nha. Về. Size 50 đổ về chị em mình chốt đẹp. Tặng bộ này 29.000 luôn. Chị em mình nhìn hàng. Bộ lụa hết rồi. Bộ bi nhá, lên mã bộ bi trắng luôn dùng nguyên. Nhìn hàng luôn dùng nguyên mai này. Tặng cho chị em mình con này 29.000 nha. Lên mã bộ bi tặng 29 là ok. Thì nào lấy bộ bi tặng 29 chốt bộ bi tặng 29k luôn dùng nguyên. Đấy. Bộ này bộ bi ra mai. Pyjama. Anh em mệt lắm. Kim ngang. Kim ngang phải pyjama đúng không? Lên mã bộ trắng đi. Bộ trắng 29 là ok. Cái này em đi chị em mình 39k luôn. Cái này sỉ không có giá này. Có tông tàu nhá, sai chị em mình đến 60. Chị Diễm, chị gì hồi nãy á, lên thông tin cho em. Lên cả địa chỉ trên live cho em nhé. Còn không lên địa chỉ trên live em không chốt đơn nữa nha. Lưu ý luôn dùng nguyên. Con này tặng mũ luôn dùng nguyên, 39k luôn dùng nguyên. Rồi cho cái con quần đang mang lên bán tặng mũ chuyện con luôn nhá. Bên kia sọc bên kia. Đó. Có mấy con sọc bên này không phải không ta? À bên kia con này. Con hồi nãy ba mới cầm. Cọc ba mới cầm. Ừ. Cọc ba mới cầm luôn. Đây chị cho chín. Cái này em bán tặng luôn kìa mình luôn, 59k gọn luôn. 59k con quần đang mang này, size chị em mình tầm 52 đổ về là chị em chút đẹp. 52 đổ về, cái này mang hơi rộng xíu nè. 52 chị nào gọn lên đi 55kg. Đây nè, rộng bụng nhá. Cái này size M rồi. 52 đến 55kg là chị em mình mang ok luôn. Thiệt cái chứ. Nè, chị em mình nhìn luôn dùng nguyên nè. Mà không xả, em để kiểu gì mà khách xả ra là em xả luôn. Nha, rồi lên luôn dùng con này tặng 59k luôn. Con này hàng Quảng Châu chị em mình ơi. Nha, còn đúng hai con thôi. Hàng Quảng Châu nhá. Lên mã tặng quần nghe. Ok. Ghé lái, chị bảo ghé lái à. Của chị anh ghé lên lương ghé lái. Ok. Hoa củ đá có đơn đâu. Hoa củ đá có đơn đâu. Bộ bi nó chút chưa, bộ bi trắng chút chưa. Chốt rồi. Bi trắng chút rồi. Cái này em đi luôn cho em là 59k. Bộ trắng cho kim ngang rồi đó. Cho chị Sương Thu một cái đi. 59k ừ. Luôn dùng nguyên nha chị em mình ơi. Sai chị em mình 55 cái đổ về. Cái này 52 rồi. Cái 52 rồi.
Reo này em bán tặng chị em mình 59k luôn. Reo CS 59k và hàng Quảng Châu hết nha. Con này chạy cho chị em mình toàn hàng Quảng Châu thôi. Ui trời ơi. Ok chị Xuân Thu. Chị Xuân Thu có rồi. Nha, cái này em có một con. Hàng giãn nha, kaki, nhưng mà kaki mềm và kaki giãn. Chị em mình nhìn hàng luôn vừa nguyên. Nè, reo này có một cái size 52 phát luôn đi chị ơi. Mỗi màu con, không có mấy khi có giá này. Ok nhé. Con này em đi luôn chị em mình luôn 59k luôn vừa nguyên nhá. Toàn hàng Quảng Châu thôi. Cho chị Tuyết Nguyễn con vàng. Thế còn con đang mang hoặc là lấy màu nhạt hơn thôi nha. Con này em đi luôn chị em mình bao nhiêu tiền? 59.000 xanh luôn, size S nha. Và còn toàn bộ là màu vàng này, vàng nhạt hơn tí. Chị nào lấy cái này lên mã vàng nhạt, không đi đâu chị em mình mua đụng giá này luôn. Tự tin là nguyên không đi nhập được giá này nha. Cái này là trong cái bao. Chị ơi lấy cái màu này nhé, chị Nguyễn Tí con này. Thật là lấy màu nhạt hơn. Chị Nguyễn con vàng nào ạ? Con vàng đấy, con vàng này. Hồi chiều lên không thấy quần đuổi, thế giờ mua. Thế giờ mua. Ui xồi bồi, ôi. Con này đẹp quá, đây em mang thử luôn chị em mình luôn. Size chị em mình 55 đổ về nhá, size M nè. Size M nhá. Thế giờ mua, ôi con này nhỏ hơn, con này form nhỏ hơn con Nguyên đang mang rồi. Con này form nhỏ hơn rồi, ôi con này không lên nổi. Con này size M nhưng mà form nhỏ rồi. Ôi con này không lên. Con này tầm 45 hơn size M, con này size nhỏ rồi. Con này không giãn như con Nguyên đang mang. Nha, lên mã màu nhạt luôn dùng Nguyên là ok. Con này không lên. Nha, 45 đổ về thôi. Chị em mình sẽ mua về cho bé nhá. Này chị em mình nhà. Được chưa? Con này 45 đổ về thôi, cọc này nó không giảm. Đây 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 đây. Cái con quần này bao nhiêu chị nhận hàng về, ôi. Chắc thì bao mê luôn, 52 đổ về là chị em mình chốt đẹp. 95.000 con này. Em có một cái thôi. Em luôn chị em mình lên thun thun tàu xịn nhá. Trời ơi con này. Phát ngay con này. Mà áo chống nắng đợt đi vải đẹp thế, may đã. Con này 52 đổ về chị em mình chốt. Con này 95.000 chị em mình tranh thủ mà phát con cái. Còn phát lại đúng cái thôi nha. Con này lên luôn cho mã này là mã váy 95k là ok. À đây, đây có ba cái áo chống nắng cho nó luôn. Đây đây ngay sau lưng. Ngay sau lưng. Size 57 đổ về nắng cụn. Và hàng này là hàng chắc của nó là chắc hạt cường nhá. Còn phát được ba con nha. Size này chị em mình 57 đổ về. Lên mã tặng áo nắng luôn dùng nguyên chốt cho chị nào chia sẻ em đi luôn chị em mình 59k con này. Hàng hạt cườm nhá. Có 3 con thôi. Size 57 đổ về là chị em mình chốt đẹp cho size L. Nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Nhìn hàng mai này. Có 3 con nhá. Lên luôn dùng mã này mã 59k. À, nắng 2 lớp em còn đấy chị Kim Ánh. Em còn nắng 2 lớp đấy. Con này là hàng 1 lớp và hàng chắc của nó là hàng hạt cườm nhá. Nó xịn hơn hàng hàng kim cương. Hàng kim cương nó mỏng hơn nha. Con này 57 đổ về thôi. Em đi luôn chị em mình luôn. À, ok chị Tuyết có rồi chị Tuyết ơi. Cái này em đi luôn chị em mình tặng 59k luôn dùng nguyên nhé. Hàng này chốn chính của nó là hàng hạt cườm nhé chị em mình ơi. Ba con size 57 đổ về. Và em bán tặng luôn chị em mình là 59k. Đấy chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Cho anh Trình con. Phương Ngô. Ai đâu có thấy Phương Ngô à. Đang bên đây không thấy Phương Ngô. Phương Ngô dưới Tiếp Nguyễn đó. Phương Ngô à. Sao không thấy à. Phương Ngô Ánh Nguyễn Văn Ánh Trinh à? Trinh Nguyễn Văn. Rồi ok hết này có ba con. Phương Ngô là chốt áo nắng đi đúng không? Mà đăng bên này là không thấy Phương Ngô à? Bị ẩn comment dữ rồi. Thôi bên này chả thấy cái gì luôn hay thì bị ẩn comment quá chị em mình cố gắng tương tác lên nhiều nguyên nhá để đỡ bị ẩn comment nhá. Rồi tiếp con này hồi nãy đâu rồi? Con này có mấy con thôi, cái này bà in bill bán tặng. Còn size 55 đổ về là chị em mình chốt ok. 55 đổ về là chị em mình chốt ok, có mấy con thôi. Thấy chị Nguyệt Trần bị ẩn comment nhiều quá chị em mình ơi. Phải vút. Ok chị. Nắng dài em đang không. Áo khoác nam mới đem về hồi chiều ông chồng chị kêu mua trăm mấy. Mà đẹp á, chị kêu có bả 9 cao giật mình. Về đừng có nói rẻ quá là nó mất giá trị con áo nè. Đừng có nói rẻ quá là không giá trị. Thứ hát lên nha. Rồi lên luôn những này. Còn size S với size M. Size chị em mà 55 đổ về nhá. Con này bán tặng luôn chị em mình luôn. Còn S luôn rồi. Cái nào Quân thấy nhiều chỗ người ta bán 79.000 một con này chị em mình này. Nha, con này hàng giãn. Con này chắc có tông thôi chứ không phải là mì nhá. Con này chắc của nó là có tông chứ không phải là mì. Thì mang cái gì trời. S và M 52, 55 đổ về nhá. Chị em mình nhìn phôn quần tại vì mang con quần kaki ở trong nên là hơi bị ôm xíu nhá. S và M. Cái này em bán tặng nó luôn chị em mình gọn kho nha. 29.000 luôn.
nha, 29.000 con này, đây mang kéo hết cho ghẻ mình cái phone nha. Chốt mã này là mã tặng 29k luôn dùng nguyên, tại vì mang ở trong còn con một con quần nữa nên là không có được sát lắm ghẻ mình nha. Thôi kệ, bây giờ mà đi thay nữa mệt quá, làm biến quá nha. Lên luôn số mã này, tặng quần 29k kèm size luôn dùng nguyên, chỉ có S và M. M này có người chốt luôn rồi, hết luôn rồi, hết luôn rồi, người ta chốt rồi nha. Lên mã tặng quần 29 chị em mình nhìn form quần. Con này mới thấy nhiều chỗ nó bán chị em là 79.000. Thì không được được sát lắm nhá. S và M thôi nha, chốt lên luôn dùng nguyên. Đây này sẵn này. Đây có mấy con này chốt luôn. Đây này, có chị Nguyệt Trần. Có mấy con thôi nha, nên là chị em mình tranh thủ tặng 29 là ok nhá. Chốt mã tặng 29k luôn dùng nguyên, hàng này hàng giảm nhiều. Hàng giảm nhiều nhá. Và nhạc M nó nhỏ đó chị nhá. Cho chị như xương CS nè. Như xương CS nè, em lại mang CS thôi. Em lại chỉ mang CS thôi. Ngố em hết rồi. Chị Tâm Mộc không chia sẻ, em chỉ chốt lên cho chị nào có logo người chia sẻ thôi. À, sale em chỉ lên cho những chị nào chia sẻ thôi, còn chị nào không chia sẻ em bỏ qua hết nhé. Chị em mình nghĩ con quần người ta bán 79.000, nguyên bán 29.000. Mà chị em mình không chia sẻ nữa làm sao chốt được nhá. Ai lấy cái này lên luôn cho mã tặng 29k kèm luôn dùng nguyên cái size. Nha SM thôi. Không, chưa về đâu, chưa về lại thôi. Size 55 đổ về là chị em mình chốt ok con này. Tại vì nguyên mang được hai, nguyên mang tặng hai cái trong màn. Em sale luôn cho nó gọn thôi. Nha, cho chị Kim Ngân CM. Kim Ngân CM. Nhá, chị nào lấy cái này thì lên cho em. Con này là hàng có tông nhá, không phải là u mì với chị em mình thôi. Nhưng mà nguyên nói so với giá Kim này thì là không thể ai đi nhập được. Ca. Nha, không đi nhập được, đừng nói là bán ra nhá. Được chưa? Chị nào lấy cái này thì lên luôn dùng nguyên, em còn XX size này em bỏ lên cho nó gọn thôi. Nha, chị nào chưa có thì lên luôn dùng mã đó là mã tặng. Tặng 29k luôn dùng Nguyễn Thiện nhá, tặng 29k nãy giờ vẫn chưa hết đằng sale á. Nãy giờ ui con này. Rồi em lên trẻ mình ít con tàu đi. Em đang xem like mấy thằng sale đuối cổ. Còn nhà CM nó ăn miễn được không? Hết. CM á sợ không vừa đâu. CM tầm 40 mấy ký đổ về thôi. 45 ký thôi nghe. Tầm 45 ký đổ về thôi. Có mấy cái con quần váy chỗ này đâu hè. Có mấy cái con quần váy đâu hề bỏ ra để bán tặng cho chị em mình luôn nè. Thì chốt cho chị nào chia sẻ thôi. Có mấy con quần váy ở đâu hề. Ủa cái váy 95k đó mà chị em mình không chốt à. Chị em mình nhìn hàng, chị em mình phải không thái hay. Chị Thị Yến có rồi nha, chị Thị Yến em không tin đi. Con này có mấy con nè, còn lẻ tẻ sai thôi. Ủa cái này cái dai đâu rồi. Con này lẻ tẻ sai thôi. Nha, cái này BNB chị nào có sai em chốt nhá. Còn SML nhưng mà còn lộn xộn sai. Con này cũng chốt lên cho chị nào chia sẻ. Đây hàng đây dùng nguyên nè. Nhá, 3 size SML dạng quần váy kiểu. Cái này mang luôn cho chị em mình coi. Nha, cái này em chỉ bán tặng thôi. Cái này 3 in lại thôi. Còn size gì chốt size đó nhá. Em nói luôn cái này là em chỉ chốt lên cho chị nào chia sẻ thôi. Còn chị nào không chia sẻ em bỏ qua con này. Nha, này size S nhỏ rồi. Này size S là nhỏ rồi này. Mang hai quần là chật rồi. Quần váy cái này phải mang size M, này chị em mình phải nhích lên một size. 3 size, ví dụ bình thường chị em mình mang size S chị em mình phải nhích lên size M, bình thường nguyên mang size S rồi mở này phải nhích lên size M rồi. Nha. Cái form quần này nó nhỏ. Quần váy này nó nhỏ, em bán tặng nó luôn chị em mình luôn, chỉ lên cho chị nào chia sẻ nhé. Còn chị nào không chia sẻ em bỏ qua con này. Em tặng nó luôn chị em mình con này 29k. Quần váy nha. 3 size giờ chỉ còn 3 size S, M, L nhưng mà nguyên còn lộn xộn size thôi. Đấy, nên là chị em mình lấy cái mã này lên chung mã tặng quần S, M, L 3 size. Nhưng mà chị em mình tầm khoảng 52 đổ về thôi. Nhá. 52 đổ về là chị em mình lên luôn dùng nguyên cái mã này là ok. Mà view tối này kém này, kém hơn cả là trưa luôn ấy. Không lên nổi view luôn ấy. 3 size okay. SM. Nhưng mà 52 đổ về thôi. Cái này 3 in nhưng mà chị nào còn size em bóc hết sàn thôi ấy, em nói trước nha. Nguyệt Trang. Nha, còn size còn 3 cọc đây mà hình như thấy chủ yếu là size S đây không biết. Này. Thấy chủ yếu là size S đây. Máy cọc mà chủ yếu là size S đây nè. 29 mời cho Lena Hoàng, ok. Nha, chủ yếu là size S đây nè. Cọc này cũng có size M đúng không? Thiệt Nguyễn. Nha, thôi bà cứ in đi, không cần đọc đâu. Không cần đọc đâu, có thì là ngày mai nói chị Duyên kỹ soạn ra. Không có thì thôi. Nha, chứ không mất công kêu tối kêu đọc tay hết rồi cuối cùng không có. Em đi chạy mình 29.000. Nha, 29.000. Nha, nhích size lên nhá. Cái này chạy mình comment nhích size lên cho Nguyên. Nhưng mà 52 đổ về thôi. Chứ không có to lắm đâu chị em mình ơi. Nha, chị nào chưa có cái mã đó lên luôn cho mã tặng 29k là ok. Kèm luôn dùng nguyên cái số ký. Kèm luôn cái số ký nhá. Rồi ok. Trời ơi.
mục đích lên cái live tối nay là lên cái này đấy. Cái này cũng 29 nè. Cái cũng giống như mà hồi nãy không biết nó lộn lộn ở bên kia rồi. Đâu cái hồi nãy kia chốt trên live luôn rồi mà. Rồi lên cái live tối này mà không sang được những cái hàng này thì thôi nha. Em nói thật sự luôn, con này là hàng tàu xịn luôn. Anh Nguyễn quần, con này toàn bộ là hàng Quảng Châu xịn luôn này chị em mình này. Quảng Châu xịn luôn, hồi xưa hình như sắp được có 3 cái này chị em mình nhìn. Đẹp chưa? Size này chị em mình đến 65kg vẫn mang được luôn nhá. Con này đến 65kg vô tư luôn. Lên luôn dùng mã tặng áo dây là ok nhá. Tặng áo dây là ok. View gì view, view tối mà nó kém quá chị em mình. Chị anh Nguyễn em nói là size M hồi nãy á, nhưng mà nó nhỏ form 45. Nghe rõ luôn giùm em nhé, 45kg thôi. Nên là chị ok thì chốt cho, em sợ không vừa. Đấy, vì con form hồi nãy nó nhỏ. Cái này em đi luôn chị em mình 55.000 có 3 con thôi. 4 con thôi. 4 con thôi. 55.000 và hàng tàu nhé chị em mình ơi. Trời ơi chắc mày. Nha, con này bao sướng luôn. Chị nào mà coi cái line nào không chốt được con này hơi bị tiếc. Size 65 đổ về là chị em mình chốt ok con này. Đại cố gắng chia sẻ để view lên xíu chị em mình ơi. Nha. Mạng này kém lắm. Buổi tối chán lắm. Mà ok 45kg cho anh Nguyễn kìa. Bị ẩn comment nữa nè. 45kg đây nè. Đây nè. Không thấy gì luôn. Không thấy gì comment luôn. Rồi ok con này em đi luôn chị em mình là. Em mới nói xong bao nhiêu tiền? 55.000. Nhá 55.000. 55 chị Nguyễn Ngọc này. Có 4 con 5 con thôi cho chị Nguyễn Ngọc này. Nha chị nào lấy cái này lên mã tặng dây cam là ok. Nha, 55.000 con này, chị em mình nghĩ đi. Thì thời điểm này không thể nào đi nhập được những con này giá 55 rồi. Nên là chị em mình tranh thủ toàn bộ bán giá này chị em mình là sale thôi. Sale cho nó gọn thôi. Nha chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên nhá. Nha, chị nào chưa có cái này lên mã tặng dây cam, 55.000 là ok. Áo dài là áo gì? Áo dài cam đó chị Nguyễn Ngọc đó. Áo dài cam cho anh Nguyễn. Cho chị anh Nguyễn này. Hàng tàu hết với chị em mình ơi. Trời ơi. Rồi lên mã áo đá. Áo dây cam đó là size to đó chị nhá. Size to đấy, size này là hàng form rộng của mông dấu quần đó. Trời ơi. Chuẩn hàng tàu luôn này chị em mình. Con này chuẩn hàng nhập luôn ấy. Nha, đây chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Con này lạ đẹp quá chị em mình. Lên mã bi hồng luôn dùng nguyên. Dạng đá chị em mình này. Dạng đá nhá, lên mã đá hồng đi. Cho chị Nguyễn Văn một cái màu cam nữa đi. Nguyễn Văn cái màu cam, còn cái màu cam. Lên mã này là mã đá hồng, em đi chị em mình 55.000. Chủng hàng Quảng Châu, hàng này hàng xịn, người ta bán gì em mình trăm mấy một con thôi. Nha, trăm mấy một con chứ chả có cái hàng này đi chị em mình 55.000 thôi. Em đi chị em mình mã này lên mã đá hồng 55. Nhá, cho chị Oanh Trần. Cho chị Oanh Trần. Ok, thân cao đẹp cực kỳ luôn, em nói thật sự luôn. Hàng chuẩn hàng tàu luôn. Chuẩn hàng Quảng Châu luôn. Ok, đá xanh này, à quên lộn, đá hồng này. Rồi đá đỏ này, đá đỏ em có hai con thôi. Đá hồng chị Oanh Trần có rồi. Đẹp lắm, chị em mình thử mua con này đi. Hàng mà mấy con mà gọi là hot girl, hot đồ, nó bán cho chị em mình tiền trăm thôi. Phải trên tiền trăm thôi. Nè, chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Cũng đẹp chưa? Con đó. Đẹp chưa? Lên mã đá đỏ là ok nhé. Đá hồng hết rồi nhé. Đá hồng có 1 cái thôi. Lên mã đá đỏ. Ba cái ba màu này cho chị Hồng Phụng này. 1 này, 2, 3 này. 2, 3 2 này, rồi 3 này. 3 này. Đá xanh cho chị Nguyễn Ngọc này. Đá xanh chị Nguyễn Ngọc này. Rồi đá xanh dùng nguyên nhé. Đẹp lắm, con này đẹp lắm luôn. Đá hồng em hết rồi. Còn đá đỏ với đá xanh thôi chị em mình ơi. Còn mỗi đá đỏ và đá xanh thôi. Cái này cũng 55 phải không? 55. Không phụng, ba màu xanh à? Đâu, ba cái ba màu mà. Ba màu xanh nghe kìa. Ba màu xanh à, thế đổi màu đỏ qua đi. Thêm cái màu xanh này. Thêm cái màu xanh này. Đỏ cho chị Nguyễn Văn đi. Đỏ Nguyễn Văn, ok. Ok này. Rồi nhá, còn xanh, còn đỏ. Đá xanh cho Nguyễn Đức Long nha. Xanh này nhá, xanh ngọc nhá. Xanh ngọc này. Có xanh đây này. Từ từ xanh ngọc trước này, xanh ngọc này. Ok xanh ngọc này. Nhận hàng con này về không đẹp quay đầu nhá. Còn một con xanh ngọc nữa. Đá họ đỏ chị Nguyễn Văn là đúng không? Đá hồng em hết rồi. Đá hồng em hết nhá. Trời ơi, toàn bộ là form này là form to. Form to nhá. Cái em đang mang là 65.000. Là rất rộng đó. Cái này là người ta mang form rộng, form phủ mông, form giáo quần.
Đấy, lên mã xanh ngọc chuẩn hàng tàu luôn. Nha chị em mình nhìn nhá. Rồi nhá, chị nào lấy xanh ngọc lên xanh ngọc. Xanh ngọc luôn dùng nguyên nhá. Chị nào lấy xanh ngọc lên xanh ngọc luôn dùng nguyên. Nha, xanh ngọc, xanh nguyệt, xanh ngọc. 60 ký vừa đấy. 65 ký vẫn mang ok luôn. Lá xanh cho vô thường. Còn xanh ngọc không? Hết xanh ngọc rồi, còn xanh dương, còn hai cái xanh dương nữa là hết. Nha, còn đúng hai cái xanh dương nữa thôi. Hết cái mã đá luôn, chị nào lấy áo đá lên áo đá luôn dùng nguyên. Còn hai cái xanh dương nữa là hết xanh nha. Xanh dương đi. Nha, chị nào lấy xanh dương lên xanh dương, hết xanh ngọc rồi. Xanh dương không phải xanh dương, nha. Nó cũng hơi hơi giống. Ui con này đẹp quá. Xanh này mà xanh này kiểu này đẹp quá nè. Phong to nha, dễ mình để ý. Xanh lá dùng nguyên là ok, trời ơi. Được con này. Nó lâu lâu nó sót được đúng con thôi. Này dễ mình nhìn. Cái này toàn theo hết ý. Lên mã xanh lá đi. Nè, đẹp chưa? Được trúng con này đẹp quá nè. Nha, lên mã xanh này là xanh lá. Có cái có, cái không, có cái là chữ. Mà cái này theo hình. Xanh lá cho tệ mãn, tệ mãn. Xanh lá luôn dùng nguyên. Rồi ok. Cái này là xanh hoa. Đổ qua xanh, xanh hoa dùng nguyên nhé. Còn xanh dương ha. Xanh dương cái này. Xanh dương đây nè. Cho chị Anh Nguyễn luôn. Rồi còn một đỏ nữa là hết cái mã đá này nè. Còn một con màu đỏ nữa là hết mã đá này. Em đi luôn chị em mình chỉ có 60 âu lộn lộn 55k thôi. Nên là chị em mình tranh thủ toàn hàng đẹp không á chị em mình ơi. Đấy, view tối kém dễ sợ luôn không? Kém hơn view trưa nhiều luôn ấy. Nha, rồi lên chung mã này là mã đỏ luôn dùng nguyên là ok. Nhá, chị nào lấy cái này lên mã đá đỏ một cái nữa thôi. Size này chị em mình yên tâm đến 65 vô tư luôn. Đá đỏ phôm này là phôm phủ mông giáo quần nha. Nha, phôm này là phôm phủ mông giáo quần. Nguyên có cả phôm nhỏ hơn với chị em mình nhá. Rồi lên mã này là mã dây luôn dùng nguyên. Dây cao mà nãy còn. Đây mã dây xanh. Dây xanh dùng nguyên, xanh này là xanh nhạt đẹp. Lên mã dây xanh luôn dùng nguyên, chị em mình nhìn hàng là chỗ em mình đủ biết hàng xịn rồi. Còn hàng tàu hết đấy. Lên mã dây xanh, phôm này chị em mình đến 65kg vẫn mang ok. Phôm này là phôm rộng phủ mông giấu quần nha chị em mình. Kiểu này đẹp này, cái này chị em mình đóng đóng thùng cũng đẹp. Đóng thùng cũng đẹp. Cái màu đẹp này. Nhá, lên mã này là mã dây xanh. Chốt mã dây xanh là ok nhá. Em đi luôn chị em mình con này 55k dây xanh nhé. Phôm này là phôm rộng phủ mông giáo quần luôn. Nha chị nào lấy dây xanh. Giãn comment đấy chị ơi. Giãn comment đấy. Xanh có hoa em hết luôn rồi. Chốt luôn rồi chị Thanh Minh ơi. Nha chị nào lấy xanh dây comment xanh dây luôn dùng nguyên. Em đi bên này nó ẵn không thấy cái gì giống như mình là người mình ấy. Không nhảy cái comment luôn. Nha chốt lên luôn chung mã này là mã xanh dây. Em đi luôn chị em mình con này 55.000. Hàng mà mua hàng tàu xịn nào giá 55.000 hơi bị ít, hơi bị khó tìm nhá chị em mình nhá. Được chưa? Phôm to, phôm này chị em mình lấy 65 vô tư luôn. Nha chị nào lấy dây xanh và dây trắng. Có hai mẫu nhá. Hai mẫu nhá chị em mình nhá. Dây xanh và dây trắng comment luôn dùm em. Đây còn dây trắng rồi nè. Hết rồi chị ơi, hết cái mã lúc nãy rồi. Nha comment lên mã dây trắng là ok. Thầy định phát tới cái like. Nha, dây trắng là ok nhá, chị nào lấy dây trắng mà thôi chị không. Dây trắng. Nhá, chị nào lấy dây trắng comment lên dây trắng thì là ok rồi, cái loại trắng bi này. Rồi. Bi vàng. Bi vàng. Đẹp cực kỳ nhá chị em mình ơi. Lâu lâu săn được cái lô phong tàu này sướng bao sướng luôn. Mà giá này em đi chị em mình nó quá rẻ luôn. Nhá, chốt lên luôn trường mã này. Nhá, comment lên luôn dùng đàn bằng giờ bằng người ta chạy hàng xưởng. Bằng người ta chạy hàng xưởng luôn. Mà hàng này chuẩn hàng tàu luôn. Bi vàng. Ok bi vàng. Bi vàng chị Hồng Phụng. Rồi bi xanh ngọc. Nhá, bi xanh ngọc luôn dùng nguyên là ok. Em đây chị mình 55.000. Bi xanh ngọc nhá, chị nào lấy bi xanh ngọc lên luôn dùng nguyên. Cho cái đồng Phạm Bích Phương. Áo đang mang là 65.000. Áo đang mang 65 nha. 65.000 chị nhá. Đây đằng sau kìa bà. Có mấy cái kìa. Đằng sau tinh tinh kệ kìa. Lên mã này là mã bi xanh giúp nguyên. Thấy Phan Hương rồi. Nhưng mà mạng làm sao ấy. Bi xanh này. Thấy Phan Hương nhưng mà đâu thấy Phan Hương comment cái gì đâu. Bi xanh cho Hồng Phụng à. Không thấy Phan Hương comment cái gì luôn. Mấy ngày này nhiều dẫn comment quá. Phải vút vút mic này. Lên mã bi xanh dùng nguyên nhá. 50kg có chị ơi. Bi vàng hết rồi chị vô thường ơi. Bi vàng hết rồi. Bi vàng hết rồi lên mã bi xanh luôn dùng nguyên. Thứ em còn có mấy cái chứ mấy không có nhiều. Nha, đây là chị em mình tranh thủ có 3 cái bi xanh. Bi xanh ngọc nhá. Toàn bộ là hàng Quảng Châu hết.
hàng nhập mạng à. Đấy, bị ảnh comment thôi, bị ảnh comment chứ còn mạng được mà. Nó chậm xíu thôi, chị em mình coi nó chậm xíu thôi nha. Chị nào lấy mã này lên mã bi xanh luôn, dùng nguyên em đi. Chị em mình con này với giá là 55.000. Con áo đang mang vứt cho chị gì đó đi, chị Bích Phương đi. Bà Bích Phương, Bích Phương nè, đây nè, sẵn đây thì cần gì bỏ bao nữa. Bi xanh cho chị Hiệp Nguyễn nè, bi xanh chị Hiệp Nguyễn nè. Rồi chị nào lấy bi xanh, rồi bi màu hồng rút, à, màu này hồng, hồng rút kìa, lên mã hồng rút là ok. Em đây luôn chị em là 69.000, á lộn, 55.000, lẹo quá chị em mình, lẹo miệng luôn. 55.000 bi hồng nhá, mà hồng rút ấy, đẹp lắm. Này chị em mình mua đi, rồi 2-3 hôm nữa nguyên về cho chị em mình quần ngố năng mong shop nữa, rồi mua thêm set là ok rồi. Set ngố ấy, cái này là phủ mông giáo quần luôn. Còn không, cái này nó đã phủ mông rồi, chị em mình chỉ cần mua con quần nguyên bán cho chị em mình 29.000 là mang set là ok luôn nhá. Chốt lên chung mã này là mã bi hồng. Em đi luôn chị em mình con này giá lên chị em mình 55.000, và một bi màu xanh đậm nên nữa là hết rồi. Bi hồng, bi xanh đậm nhá, 55.000. Bi xong cho chị Nguyễn Đức Long lên thông tin cho em đi. Nguyễn Đức Long lên địa chỉ luôn nghe. Lên địa chỉ, lên cái số điện thoại trên line luôn, dùng nguyên hồng cho chị Thanh Minh. Khách có đơn lên kèm thông tin cho em đi, cho chị Nguyễn Thanh Minh. Chị Nguyễn Đức Long lên thông tin cho em nhé. Bi xanh cho Phạm Hương, Phạm Hương Đồng Nai. Bi xanh Phạm Hương Đồng Nai. Bi hồng cho Phan Hương, bi hồng cho Phan Hương và Vô Thường. Hồng cho Phan Hương và Vô Thường. Phan Hương này, Vô Thường. Em không lên đồ bé, chị Kỳ Nguyễn là tối nay không lên đồ bé. Rồi lên mã xanh đậm luôn dùng nguyên nhé. Mấy bữa nay nó bị ẩn comment á, ở trưa giờ bị ẩn comment đó chị em mình. Cứ không đọc được comment, cứ đứng like một hồi cái là đứng vuốt thôi. Ok chị Nguyễn Đức Long. Rồi lên luôn chung mã này là mã xanh đậm luôn dùng nguyên là ok. Em đi luôn chị em mình con này với giá lên chị em mình 55.000 nhá. Chị nào lấy xanh đậm chút, xanh đậm luôn dùng nguyên. Hồi trưa mà chị nào chưa có cái theo cái mã Boris mà hàng xịn ấy. Nhận rít thái. Thanh Minh là hồng phúc chứ đâu phải là. Thế? Mà thấy Thanh Minh bình luận là hồng phúc chứ đâu phải hồng. Bỏ ra. Thế bị nhầm, bỏ ra đi. Chắc coi bị nhầm đi. Bỏ ra đi. Rồi nhá, lên chung mã này là bi xanh đậm. Em đi trẻ mình con này giá. Giá lên trẻ mình là 55k thôi. Trẻ mình tranh thủ phát nha. Còn màu còn xanh. Còn xanh đậm không? Còn xanh đậm đây nè. Nguyễn Đức Long. Xanh đậm nè. Còn xanh đậm và hồng rút cho cái mã bi nhá. Chị nào lấy bi chút lên bi luôn dùng nguyên là ok. Rồi lên luôn dùng mã loan để mang thử cho trẻ mình con loan. Con loan đi. Xanh cho Trần Thảo. Xanh là hồng phụng đó. Trần Thảo là hồng phụng đấy. Loan tím dùng nguyên nhá. Cái này nó in, nó dập nổi luôn nè. Loan tím này kèm dập nổi luôn trẻ mình nhìn. Thấy không? Đẹp chưa? Còn bi hồng bi xanh kìa. Còn bi hồng và bi xanh thôi nha. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này 50kg có chị ơi. Chị ơi chờ em xíu một xíu. Chờ em xíu tiếng em lên giờ. Thở cho Hồng Phượng. Nè, toàn dập nổi hết như thế này nè. Loan và dập nổi nhá. Chị nào lấy cái này lên mã loan tím. Thế. Loan tím nè. Loan tím đi chị em mình là 55.000. Tranh thủ mua đi hàng. Hàng phông to phông bự này cũng hết rất là tỷ luôn nha. Nhá, chị nào lấy mã này lên mã loan dùng nguyên là ok. Thêm tím cho Hồng Phượng nha. Thêm tím cho chị Hồng Phượng. Còn bộ là dập nữ, dập nổi hết nhá. Đấy, gu của chị ấy là màu tím. Loan tím không? Loan tím này. Cho tệ mẳng, tệ mẳng. Loan tím cho tệ mẳng, tệ mẳng này. Rồi ok, chị nào lấy loan tím, chút loan tím luôn dùng nguyên là ok nhá. Loan tím. Nha, còn được hai con loan tím này dạ mình, đẹp lắm. Hàng này toàn bộ là hàng tàu hết ấy. Toàn bộ là hàng tàu thôi, chị nào lấy loan tím lên loan tím. Rồi lên luôn cho mã này, mã xanh. Xanh chuối. Loan màu xanh chuối nhá. Loan xanh. Loan xanh 65kg cũng được. À không không, con này phôm nhỏ hơn nhầm. Con riêng con loan này phôm nhỏ hơn tầm 62 đổ về thôi. Không, con loan này phôm nhỏ hơn chị ơi. Nha, 62 đổ về thôi, riêng con loan này 62 đổ về chị em chút đẹp. Nha, chị nào lấy cái này lên chung ảnh loan xanh luôn dùng nguyên 55k một em này, toàn là hàng tàu chứ chị em mình nhìn. Nhìn nè, vừa loan vừa dập nổi này mà đây chị em mình 55.000. Nha, chị nào lấy loan tím lên loan tím, chị nào lấy loan xanh lên loan xanh, có ba con loan xanh. Ba con loan xanh. Nha. Loan xanh ngọc và loan đen nữa là hết. Nha, ai lấy màu nào lên màu đó luôn dùng đi. Xanh cho Hồng Phụng. Xanh cho Hồng Phụng. Xanh cho Hồng Phụng. Xanh mà. Xanh Hồng Phụng. Áo nắng 65 là áo nam hả chị ơi hay là gì? Áo nam còn màu khác không? Nhiều màu xíu nè em lên sao áo nam chưa lên. Anh chưa lên áo nam. Áo nam này mà chị em mình không xanh Hồng Phụng.
ngọc cho hồng phụng. Phụng hồng mới ra mà. Không, cái nó xanh 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 chuối. Long đen. Kim tâm lê thị. Kim tâm lê thị. Ok. Rồi lên mã long đen rồi ok. Lên cả thông tin trên live dùng nguyên nhé. Lên cả thông tin trên live dùng nguyên nghe chị em mà nó em đi chị em mà 55.000 thôi. Nha. Không áo nữ đâu có 65kg đâu chị. Không có năm áo nữ 65kg. Áo nguyên mặc là long tí cầu hay cho vô thường. Áo nguyên đang mặc đây còn cái lon tím. Áo nguyên đang mang là 65.000. Lon tím, lon đen cho Phan Hương rồi đúng không? Đây lon đen này chị em mình. Toàn bộ vừa lon và vừa chữ nổi như thế này này chị em mình nhìn này. Đấy, lên mã lon đen luôn dùng nguyên ok. Bi xanh đậm còn. Bi xanh đậm đó kìa. Bi xanh đậm đó. Bi xanh đậm đó. Lon tím à? Hết lon tím rồi. Còn cái lon tím này cho chị Hương Kim. Xin xanh đậm cho ai chút đi đã, cho chị Hương Kim luôn rồi ok nhé. Lon tím hết rồi chị Phạm Bích Phương ơi. Thấy cả Thanh Minh à, đây, đây 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 còn cái tím này. Thấy cả Thanh Minh trước kìa. Thanh Minh tiếp à. Ok Thanh Minh rồi hết màu mã lon nhé. Còn đen ôi có cái màu xanh dương này nè. Có hai cái xanh dương này đẹp nè chị em mình nè. Từ từ chờ một chút. Có hai cái màu xanh dương chị em mình lên xanh dương luôn dùng nguyên hết tím nhé chị em mình ơi. Xanh dương luôn dùng nguyên em đi luôn chị em mình con này giá 55k thôi. Còn đen cho Phạm Bích Phương. Đen cho Phạm Bích Phương với cho chị Hương Kim nữa này. Phạm Bích Phương nè, Hương Kim nè, 55k. Rồi lên trong mã này lon xanh dương đẹp quá chị em mình ơi. Này. Đẹp chưa? Đấy, mít mấy con quần đùi đen nữa thôi là ok như thế này đi chơi thôi. Còn xanh dương đâu ha. Có gì cọc. Xanh dương đây có hai con, đâu cần gì phải cầu kỳ. Xanh dương cho Nguyễn Hồng Hà. Nha, có hai con xanh dương. Em đi chị em mình 55.000. Nha, ok còn một con xanh dương nè. Rồi còn đen và xanh chuối nữa thôi là hết. Còn đen và xanh chuối nữa là hết. Mã này là mã lon nhá. Được chưa? Chị nào lấy lon lên lon xem. Xanh, xanh gì đây? Xanh dương chắc Hiệp là Nguyễn. Xanh dương chị Hiệp Nguyễn. Rồi ok em còn màu đen và màu xanh chuối thôi. Còn đen và màu xanh chuối nhá. Chị nào lấy em lên một mã này em chuyển cho chị em mình một ít đồ nam nhá. Áo nguyên mang 65kg vừa không? Áo nguyên đang mang nó 65 được. Được nhé Phan và Hương. Xanh dương còn không? Hết. Thấy xanh dương rồi. Thì Nguyễn có xanh dương rồi nha. Chà ơi, cưng cho nè, nhìn hàng này. Nhìn con hàng này chị em mình nhìn nè. Mà em đi chị em mình 55.000. Rồi lên luôn trong mã này là mã hình vàng. Phôm to nhé, con này 65 vô tư. Con này 65 vô tư nha chị em mình ơi. Con này phôm to nè. Không có, lon xanh dương em hết rồi chị Nguyễn Văn ơi. Hết rồi nha. Nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Mà con hàng em đi chị em mình 55.000 này. Con này 65 vô tư nhá. Mang phôm rộng phủ mông giấu quần nha chị em mình ơi. Toàn bộ cái này là mang phôm rộng phủ mông và giấu quần. Đấy lên luôn cho mã này là mã hình vàng. Hình vàng em đi luôn chị em mình con này giá 55.000 nha. Chị nào lấy hình vàng chốt lên hình vàng luôn dùng nguyên 55 là ok. Không có đến 65 chị ơi. Không là chị chuyển qua cho mẹ mang áo của Nam. Áo Nam đó mà cái áo Nam mang được không nhỉ? Được chứ. Chị lấy áo Nam được. Chuyển qua cái phôm áo Nam đi. Ok nè, hình vàng cái chị Hồng Phụng nè. Rồi nhá, chị nào lấy hình vàng lên hình vàng nè. Có ba con hình vàng nhá. Ba con hình vàng. Được chưa? Ai lấy hình vàng chốt hình vàng luôn dùng nguyên. Bỏ cái này xuống cho mình sẽ cho nó gọn đi. Bỏ luôn cái bao này xuống qua bên đi cho nó gọn bỏ hàng. Hình các màu nè. Toàn màu đẹp thôi. Nhá, toàn màu đẹp. Chị nào lấy hình lên hình luôn dùng nguyên. Hình vàng. Hình hồng có ba hình hồng nè. Hình cam nè. Nhá, hình kèm màu luôn dùng nguyên. Và hình trắng. Phôm này 65 vô tư nhé chị em mình nhá. Hình vàng cho Nguyễn Văn. Hình vàng đây nè. Nhá. Cùng giá luôn. 55 à? 55.000 luôn. Nha, 55.000. À, đủ màu cho chị Hồng Phụng mấy con rồi. Vàng rồi đúng không? Một áo nguyên đang mang. Đây 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 nè. Okay. Đây này. Ba con này cho chị Hồng Phụng luôn nè. Ba con này chị Hồng Phụng luôn. Ok chị Huệ Quỳnh Nguyễn. Huệ Quỳnh Nguyễn. Từ từ. Áo nắng nam có túi kéo. Có chứ. Hai túi hay kéo hai bên. Ở trong thì không có nhưng mà hai bên đều có kéo hết. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên mã hình kèm màu luôn dùng nguyên. Nguyên có hình màu cam, màu vàng vợ nhớ ra rồi đúng không? Màu trắng, màu cam và màu hồng. Đấy, riêng màu hồng còn có một cái thôi, chị em mình nhìn hàng. Nó xịn xò này toàn bộ là hàng Quảng Châu. Nè. Toàn bộ hàng Quảng Châu xịn này mà em đi chị em mình 55.000 một con. Đấy. Nha, lên mã hình trắng luôn dùng nguyên hình trắng, hình vàng, hình hồng, hình cam. 4 tông màu nhá, chốt lên luôn dùng mã hình là ok cưng nè. Có màu trắng đâu Phạm Hương nha. Nha cưng chưa. Cái này chị em mình biết quần ngố lên đẹp lắm. Ra biết xích ngố. Mang áo phôm rộng phủ mông giáo quần này nè. Đấy chị em mình đến 65kg phản mang được con này. Con trang ok con này luôn.
nha. Chị nào lấy hình lên hình luôn dùng Nguyên Lộ, ok. Từ từ, áo Nguyên đang mang hả? Áo đang mang còn màu hồng, màu vàng nữa thôi. Áo đang mang còn màu hồng, màu vàng. Áo đang mang là 65.000 nha. Rồi nhá, chị nào lấy cái này lên luôn, chung mã này là mã hình kèm màu là ok. Em đây nói luôn chị em là 55.000 nhá, 55.000. Em chuyển qua chị em mình một cọc áo nam đi, để chị em mình khỏi phải chợ áo nam. Thôi cho mình xả lên cọc áo nam đi. Ok Phạm Hương. Đây nè, con áo Nguyên đang mang dơ lên cho khách coi, cũng là hàng Quảng Châu luôn. Hàng Quảng Châu luôn. Toàn bộ là hàng Quảng Châu hết chị em mình nè. Đây là con áo Nguyên đang mang nè. Cái này Nguyên có màu vàng, màu hồng và màu trắng, ba tông màu nhá. Form này chị em lấy 65 vô tư nha. Con này 65 vô tư. Toàn bộ là hàng xịn hết. Mà đợt nào đây chị em mình nói tung nãy cũng quá là rẻ nhá, quá là rẻ luôn. Ai ưa thì lên luôn chung mã này là mã chữ kèm màu. Chữ trắng, chữ vàng, chữ hồng. Ba tông màu thôi, còn màu nu nữa. Còn màu nu nữa nhá, 65k hàng em. Chị nào lấy thì lên luôn dùng Nguyên nhá. Rồi ok, em qua mã em lên chị em mình ít đâu nha. Đây này chị em mình nhìn hàng. Nhìn hàng luôn dùng Nguyên này. Nhưng mà toàn bộ cái này là sẽ là mang body xíu nha chị em mình đó. Toàn bộ là mang body xíu. Hàng này là xương thâu. Hàng này là chuẩn hàng cao cấp. Cái này à? Hình trắng là đây. Chuẩn hàng cao cấp luôn. Nhá chị em mình nhìn hàng. Chuẩn hàng cao cấp nha chị em mình ơi. Nè, thấy giá chưa? Dồn kỹ cái giá cho Nguyên con này đến 475.000 một em. 475.000 cho mình thở lên đi sao? Cho lên cọc áo nam đi. Áo nam như chị Duyên chị Phân đó. Đây này, đây này, đây này, đây này, đây này, đây này. Ở dưới trước, dưới là đây gì? Nè. Nó xịn sò lắm. Nha, đây là áo nam xịn toàn bộ là hàng dạng thông hơi này nè. Mang con này cực kỳ mát luôn. Nha, dòng này là cao cấp nha chị em mình ơi. Dòng này là dòng cao cấp nè, chắc này thôi đã đời luôn. Nè, kéo chị em mình xem. Nha, nhưng mà kéo giãn ra, còn bình thường nó không có mỏng như thế nha chị em mình nha. Cái này em đi chị em mình 95.000 nha, 95.000, 95.000. Chị nào lấy cái này thì lên cho em nhé. Em sale luôn chị em mình con này 95.000. Hàng này là hàng 475.000 nha. Cái này trong các hàng này là hàng công ty trang dặn các shop hàng hàng thể thao mà gọi là hàng cao cấp kia mới có những con áo này nha. Toàn hàng 400-500.000. Em đi chị em mình con này 95.000 nhá. Chốt lên luôn dũng này, size này dành cho những anh nam nào 60 đổ về. Cái này em còn lẻ tẻ size thôi, không có nhiều nhá chị em mình nhá. Riêng cái mã này em không có nhiều nhá. Có rồi. Con này không có nhiều nên là chị em mình tranh thủ. Được chưa? Chốt lên luôn dũng mã này là mã áo nam size L. Em đây chị em mình con này 95.000 nhá, bao xịn sò luôn. Size tầm khoảng 60 đổ về là chốt đẹp. Nhá, 60 đổ về là chị em mình chốt ok con này. Nè, còn màu đen và màu xanh, hai tông màu này thôi. Cái mã này em còn đúng hai tông màu và đen và xanh thôi. Nhá, chị nào lấy thì chốt. Màu xanh rồi đúng không? Còn màu đen nữa. Nhá, màu xanh và màu đen size 60 là chị em mình chốt đẹp. Nam này xịn sò, chị em mình không chốt phí quá à. Màu xanh 58 kg được. 55 kg được. Còn màu đen và màu xanh. Nhá, màu đen màu xanh. Nhận hàng con này chị em mình về giặt mình mà nhận hàng về con này ảnh không thích nên thôi luôn. Hai tông màu chị Nguyễn Văn ơi. Hai tông màu, màu xanh và màu đen. Màu xanh và màu đen size L. Size L tầm dưới 60 đổ về là chốt đẹp nhá. Dưới 60 đổ về là chốt đẹp, có cả màu đen nữa. Màu đen, màu xanh nhá, chị nào lấy chốt con này. Lên kèm thông tin cho em nhá. Nguyên nói nhận hàng con này về chị em mình giặt mình thôi. Những cái con hàng này là hàng xịn sò ấy, mà chị em mình không chốt thì rất là tiếc. Hàng này là xăng hàng sale nè. Những con xanh này toàn bộ là xăng hàng sale. Gì xanh L. Cứ thử nhận hàng về đi chị em mình ơi, không bao giờ nó điêu đâu. 470 mấy nghìn con chứ không phải là dòng hàng rẻ. Không có 70, cái này đến 65 thôi chị ơi. Cái này không có đến 70 chị ơi. Ok chị Hạnh Lê rồi nè. Nha, chị nào lấy cái nó thì lên luôn dùng. Em có hai tông màu thôi. Màu CL, màu đen và màu xanh. 60 độ vậy là chút đẹp. Nha. Anh Tình ảnh 62 cái anh vẫn mang được. Nhưng mà cái nó mang thôi cho nó thông thả. Nha, chị nào lấy cái nó lên luôn dùng. Em cổ tròn có chị ơi. Cổ tròn có. Cổ tròn nó rẻ hơn. Cổ tròn nó rẻ hơn, còn hàng này là chuẩn hàng công ty hàng xịn luôn. Và cho cái cọc XL luôn đi ba. Cọc XL luôn. XL này là 62 đến 65 là chút ok. Nha, XL này từ 62 đến 65. À, con này về chắc mê thôi chị em mình nhé. Chuẩn hàng thể thao cao cấp luôn. Em còn cổ tròn thôi. Thôi em lên cái nào chị em mình ok thì chốt đi, chứ còn like cái nào chị em mình hỏi cái kia làm sao người ta tập trung người ta chốt được. Đang like cái nào chị em mình hỏi cái kia làm sao mà người ta tập trung chốt được. Chị em mình nhìn con hàng. Size này tầm 65 kg độ về là chị em mình chốt ok.
nha, 65 đổ về. Lên luôn chung mã 8, riêng cái size L này thứ có 1 cái thôi nha, đi chị em mình con này 95.000. Kèm luôn hết thông tin trên like cho em nhé. Tất cả khách có đơn kèm hết thông tin trên like giùm em nha. Lên luôn dùng nguyên mã này là mã 8. Em đi luôn chị em mình con này, size 62, 65. Dòng cao cấp nha chị em mình ơi. Nó đã đời luôn, 475.000. Đấy, chuẩn nó từng nét, từng đường kim mũi chỉ luôn. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên xám size XL nha. Xanh như Thanh Minh, xanh hồi nãy à. Xanh hồi nãy, xanh xanh hồi nãy rút đi. 50kg chị ơi, chị lấy size M, có cả size M. Size M đầy đủ size, xám, xanh, trắng, đen. Chị ưa thì lên size M là ok, em đi chị em mình 95.000. Nha, chị nào lấy cái này lên XL luôn dùng nguyên là ok. Cái này quá xịn nhá, nhận hàng về chị em chỉ có giật mình với giá này thôi. Nha, màu xanh này, màu xám này, màu xanh coban này, màu trắng và màu đen cho size XL. Chị nào lấy màu đỏ nào lên màu đó luôn dùng nguyên nhé. Bao xịn sò luôn đi chị em mình luôn. Nha, bao xịn sò luôn. Đây, nhìn hàng giúp nguyên nha chị em mình ơi. Nha, ai chưa có cái này thì lên luôn dùng nguyên. Đấy, sale quá rẻ luôn, màu trắng nữa là ok. Ok, em quay chị em mình. Cho phà, Phan Hương. Có cả xanh thang nữa chị em mình, xám rồi ba. Có cả xanh thang, xanh 65 nữa. Xám XL cho Trang Lê Kính. Còn cái chứ. Có một cái thôi nha. Xám lại còn cái này lên sale chị em mình thôi. Chứ không có nhiều, có cả màu xanh đen. Có cả màu xanh đen chị em mình đúng không? Đấy, 95.000. Hết xám nhá, còn xanh đen. Còn xanh đen nhá. Còn trắng nhá, xanh coban nhá. Thang Hư có rồi. Xanh size L ok chị Thanh Minh rồi. Không không có chị chiếc pha, không có size to. Cái này không có size to chị ơi. Cái này bình thường nó chỉ có M, L, X, không lại không phải là hàng khuyết size nhé. Nó vẫn đài size, nhưng mà nó chỉ có 3 size là M, L, X, L thôi. Form này là dành gọi là mang dạng mang ôm body. Chị em mình nhìn cái độ giãn của nó này. Sờ vô con áo mát lạnh tay luôn ấy. Nhá, chị em mình nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Mát lạnh tay luôn. Có trắng L, trắng L. Xám không có XL đâu chị ơi. Xám không có XL nghe rõ cho em. Xám em còn màu đen nè. XL em còn màu đen nè, màu xanh đen, màu trắng nè, màu xanh coban. Chị lấy màu nào lên màu đó luôn dùng nguyên nhé. Trắng lời cho Trang Lê. Cầm cái này về lạnh lời cho Hết Sushi. Cầm cái này về lạnh tay luôn. Em nói thật sự đấy, tự tin chốt cho chị em mình con này. Cứ nhận hàng về thử cái dòng hàng cao cấp nó như thế nào. Đấy, hàng 470.000 nên là em phải like đi like về để chị em mình, để chị em mình chốt được cho được con này. Cho chị nào lấy cái này thì lên, nó đã lắm. Size XL nhá, chị nào chưa có thì lên cho em. Lên trường sao? Lên trừ lại nữa không? Cái nữa à? Đang phải cho xả đâu? Ờ, tự nhiên. Cái hơi ông lớn thôi. Ủa? Tự nhiên đau mình đó. Đau lắm đó. Quê các bạn. Hai con đi, hai con đi. Cho hai ông thôi. Cho hai ông thôi. Độ. Đã lắm con, nó riêng trời nắng thì thôi rồi luôn. Cứ nhận hàng về dùng nguyên nhá. Rồi tiếp lên đây chị em con này. Con này theo xanh thang cho chị Nguyệt Trần XL. Xanh thang bên này thì XL chị Nguyệt Trần. Cứ nhận hàng về dùng nguyên con đó đi chị em mình ơi. 55kg à chị ơi, lấy size M. Trăm phan là xanh à, màu gì đây? Trăm phan XL kèm màu cho em. Nhận hàng về dùng nguyên đi. Chắc nó đã đờ luôn nên lai đi lai về cho chị em mình thấy. Chỉ cần về chị em mình chỉ cần xỏ cái tay vô cái này, này là nó mất lạnh tay luôn ấy. Dòng này chuyên dòng cao cấp mà. Thu Nguyễn. Chị Thu Nguyễn lấy size L thôi. Xanh coban cho anh Lê kìa. Xanh coban đây này nè. Xanh coban này 65kg. 65 size L đó. Chị Thu lấy xanh size L kìa. Xanh size L kìa. Xanh đen. Xanh đen chị Bảo Duyên. Chỉ cần sờ vô là mắt lạnh tay. Em nói em nhắc đi nhắc về lại á. Đây xanh đen size L. Sờ vô là mắt lạnh tay luôn. Áo nam. Áo nam chắc đã hay là tình ngô vô thử phát cho khách coi thử nè. Bảo Duyên từ từ cho Hà Lê cũng xanh thang XL. Chờ tình ngô thử vô cho chị em mình xem nè. Đây nè. Xám không có đâu chị Thu Nguyễn ơi, hết rồi. Đây nè, để cho tình ngô thử cho chị em mình thấy con này. Chờ em nhờ mẫu thử luôn, nó đẹp quá mà chị em mình không chốt nên là nó tiếc lắm. Xanh đen, xanh thang XL. Cái này XL đây ba. Đây nè, đây con XL nữa nè. Cho ai đó nè. Hà Lê. Rồi chị nào chốt cái mã đó lên. Có cả size M, size nhỏ nữa đó. Không có 70kg. Áo này mặc mát lạnh này. Đã luôn. Rồi cái quần xuống đi. Mang cái quần. Ủa. Quần 73kg không có. Đừng nói quần, đừng nói áo thôi. Này cái tay áo xuống xí. Đã lắm chị em mình ơi. Nè,
ảnh bận cái này á, chỉ cần ôm cũng thấy thấy mát cái tay luôn ấy nha. Chị nào lấy chốt thôi, bụng to. Cái này anh mang hơi rộng này, anh mang hơi rộng, cái này mang ôm vô nó mới đẹp. 70kg ôm nó chị ơi, tầm 65kg độ về thôi. Đấy, đây chị em mình nhìn nè, nhìn cái mặt đấy, chị nào lấy chốt đẹp lắm. Sao cái quần xấu quá, xanh đen gì ha, từ từ trắng cho chị Huệ Quỳnh Nguyễn, trắng Huệ Quỳnh Nguyễn. Nguyên nói về xỏ cái tay của mình, cần mình ôm cái tay mình cũng mát luôn. Còn xám 60kg cho Thu Nguyễn. Chị Phạm Hải lên thông tin cho em đi, lên thông tin cho em đi. Xám đây, xám không có, xanh đen lấy size XL chị Bảo Duyên chưa? XL Bảo Duyên rồi. Rồi ok này. Từ từ, size M xanh giống màu sao. Đây size M đây nè, cọc size M. Chị Phạm Hải ơi, lên thông tin cho em đi. Bóc cái cọc size M đi vô. Vô vô. Thêm lên một lượt size nữa thôi. Nguyên nói là nhận con này về đảm bảo không làm chị em mình thất vọng. Xanh đen em hết rồi. Năng nỉ em không thèm ôm chứ gì mà tranh thủ. Đây nè, size M nè. Đây đây, size M đây, hồi nãy chị nào này. Xanh thang hết L rồi, lấy màu đen đi chị Tuệ Mẫn ơi. Xanh thang cái này cho chị đó. À đúng rồi, size L đấy cho chị Tuệ Mẫn, Tuệ Mẫn đi. Anh mang rộng đấy, cho chị Nguyễn Văn đây nè. Nguyễn Văn nè, chuẩn dòng hàng cao cấp mà sao lại không sang con này. Tiếc nè, em phải lấy đi lấy về đó chị em mình. 475.000. Lo chị em mình thấy cái hàng xịn nó như thế nào. Đấy, cho size M này, còn chị Phạm Hải lên thông tin cho em. Chị Thanh Minh có rồi. Không, chị Thanh Minh hồi nãy màu xanh khác. Của chị Thanh Minh hồi nãy màu xanh này nha. Chị Phạm Hải cứ lên thông tin em chốt nha, không có thông tin đây là CM này. Chị Thanh Minh hồi nãy là có rồi, nhưng mà màu xanh là màu xanh này, ban đầu màu xanh này, chứ CL nó không có cái màu như anh mang nhá. Ok, chị Nguyễn mang rồi. Nhiên dễ sợ. Rồi CM này tầm 57 đổ về. Cái này mang ôm nó mới đẹp như vậy mà nói. Anh chồng Nguyên là anh mang hơi bị rộng ấy nhá. Rồi ok, chị nào lấy CM này càng thế kèm luôn, dùng nguyên cái màu là ok này. Có xanh thang này, màu đen này, màu xanh coban này, màu xám, đủ màu, màu trắng nữa nhá. Chị nào thích cái này lên chuẩn hàng xịn luôn. Nguyên nói là dòng này là dòng cao cấp rồi, từ trước tới giờ bán áo nam Nguyên thấy con này là chắc đã nhất luôn đấy. Tự tin nên là em phải lên đi về đó, để cho chị em chúc cho được con này nhá. Từ trước tới giờ con này là chắc đã tay nhất, xịn sò nhất. Xịn sò nhất, 95.000. Tráng xe mờ cho hế sushi. Hello, ôi trời ơi, Thu Thủy Lê ơi. Tráng xe mờ, hế sushi. Rất là lâu rồi, không thấy chị ấy coi like tráng xe mờ đâu rồi. Đây. Hế sushi 95.000 chị ơi. 95.000. Rất là lâu lắm rồi, không thấy chị ấy coi like. Rồi em qua nha, em không like đi lê về nữa đâu, đẹp lắm á. Là Bảo Duyên có đen rồi đúng không? Em nhấn mạnh là nó rất là đẹp, nó rất là xịn, mà giá nó rất là rẻ. Em qua nha, chuyển mã nha. Rồi tiếp lên luôn giường nguyên con này. Trời ơi, cái này theo toàn bộ này chị em mình. Không, một cái đó không đen, có 80kg. Một cái đen cho Bảo Duyên nữa. Đen số 3kg. Áo đăng, áo đăng mặc 60 vô tư. Đen đẹp không? Em lấy đen size XL đi sao? Đen size XL luôn đi. XL để cho Bảo Duyên. XL em còn cái Bảo Duyên hai cái đó nghe. XL em còn màu đen. Màu đen với màu gì, có XL còn màu chi đó sao? XL có còn màu gì đó. XL à. Con này nữ nhá, size này 65 vô tư luôn. Còn này, chị em mình nhìn. Con này nhìn xịn sò quá. Theo hết này nè. Nha, lên mã theo luôn luôn dù em là ok. Em đi trẻ mình con này 55.000. Chốt mã 55 là ok nhé. Con này là phôm động phủ mông dấu quần nhá. Chốt mã theo trắng, hàng Quảng Châu nhé chị em mình ơi. Theo trắng có 3 cái thôi. Con này đẹp quá chị em mình. Thích là nha, thay nhớ rồi. Em đi lờ hết. Sẽ cầm lên này xin mời mà. Lờ hết rồi. Lờ hết rồi. Lờ hết đấy. Thế hết luôn rồi đó chị ơi. Theo trắng cho chị Nguyễn Hương. Theo trắng Nguyễn Hương. Nguyễn Hương size L em còn màu xanh này nè. Chốt màu xanh này đi, màu xanh này đang đẹp nè. Nguyễn Hương này, từ từ con Nguyễn Hương nào đó nè. Viên Nguyễn Hương
trắng cho chị Hồng Phụng. Hồng Phụng này. Như đây. 55.000. Chị Nguyễn Hương lên cho em cái số điện thoại đi chị Nguyễn Hương thôi. Với chị Nguyễn Hương đỏ đi. Chị Nguyễn Hương hai người đi. Còn một cái trắng nữa em đi trẻ mình con này 55.000 thôi. XL đâu còn xám đâu đúng không? Ừ. XL hết xám luôn rồi. Cái cặp này nữa là chị. Cặp này là size M rồi. Hết rồi, hết XL rồi chị em mình ơi. XL còn màu xanh này nè. Với lại màu đen thôi. XL còn hai màu này thôi chị ơi, màu xanh và màu đen thôi, chị lấy một chút đẹp lắm. Hay còn có hai cái cuối cùng. Hai cái cuối cùng size XL phát đi. Đẹp xịn sò mà giá này không? À chị Hương okay. Nguyễn Hữu Thọ, ok chị Hương Nguyễn Hữu Thọ. Ok chị Hương. Tại nhà em Nguyễn Hương nhiều quá nên là em sợ bị nhầm nên là còn khách cũ không đó nhưng mà hỏi lại cho chắc, xem lại lộ hàng. Ôi giời ơi, cái này cưng nè. Nha vừa này vừa túi nè. Con này đẹp lắm, hàng toàn hàng Quảng Châu, toàn cái này là theo hết nè. Những cái vòng là theo hết như vậy mà. Hà Lê kìa, Hà Lê X là gì đó. Màu gì á chị ơi? Lên màu cho em. Xanh. Xanh cho chị Hà Lê nè. Từ từ. Có áo kiểu à. Quần tay em có, quần tay em nhiều lắm. Áo kiểu à, áo kiểu có. Áo kiểu có, mấy hôm trước là lên toàn áo kiểu không kìa. X là không có nha. Không có 2X chị ơi, không có 2X nha. Còn lên mã này là mã trắng luôn, dùng nguyên là ok. Con này xinh nè. Con này xinh nè. Theo 55 còn không? À, theo 55 còn con màu cho trắng. Cho Mai Thí Diệu. Rồi theo màu xanh. Theo xanh có 1 cái. Thì nào lấy theo xanh, comment theo xanh giúp Nguyên nhé. Đẹp lắm, cái mã hình theo này đẹp lắm. Cưng lắm luôn. Nha, chị nào lấy theo đây chị em mình nhìn. Không có 2X. Còn trắng không? Trắng hết rồi. Trắng hết rồi. À đây còn con trắng nè. Đây còn con trắng. Cho Nguyễn Hương. Rồi nhá, lên mã theo xanh luôn dùng. Con này 65 cái dạ mình vô tư luôn. Đấy, chút mã này là mã theo trắng luôn dùng Nguyên là ok, có còn con. Theo trắng còn con nhá. Ai lấy theo trắng lên theo trắng dùng Nguyên là ok. Xanh, áo quay lột xanh cho chị Hùng Phụng. Đúng rồi, hồi nãy vừa cầm đó Mai Thí Diệu. Cho chị Hùng Phụng. Rồi lên mã theo đỏ này là hết. Hết mã theo này nhá. Còn một mã theo đỏ nữa là hết mã theo nha chị em mình ơi. Nè. Hai người ở chị Nguyễn Hường đây cũng hai người, chị Nguyễn Hường à. Có Nguyễn Hương chứ mấy, nãy giờ có Nguyễn Hương chứ mấy. Nguyễn Hương khác, Nguyễn Hương khác nha. Có cổ tròn, từ từ chờ em xíu. Cho chị thêm một cái nam M màu xám. Nãy chốt được một cái L màu xanh. Ok chị Thu Nguyễn, nam màu xám chị Thu Nguyễn. Đẹp, nhận hàng con này tự tin luôn cho chị em mình là chị em mình sẽ thích. Sẽ rất là thích. Đấy, nhấn mạnh là con này rất là đẹp, hết theo xanh rồi. Hết theo xanh rồi chị ơi, lấy mã theo đỏ vô Nguyên nhé. Nha. Nguyên nói là cái con áo nam nó tối này nó rất là xịn. Rất là rẻ. Nè có cái túi nhỏ nhỏ chỗ này nữa nè. Cưng không? Lên mã này là mã theo form to nhá. Form này chị em đi 65 mua tư ấy. Toàn bộ dòng này dòng cao cấp nè. Đấy, hàng Quảng Châu. Con này hàng Quảng Châu mà đi có 55.000 thôi, giá toàn giá hàng chợ không á. Nha, chốt mã theo đỏ luôn dùng Nguyên. Nè, tối này like cái xong cái ngồi vút này không thấy nhảy comment luôn. Ngồi xong like xong cái là vút. Gửi tin nhắn rồi sao không chốt cho chị Phạm Hai à. Chị ơi lên cho em cái địa chỉ trên like cho em đi đã. Lấy màu theo đỏ cho Nguyễn Hương. Kèm màu cho em. Ưa màu nào lên màu đó cho em nhé. Nha, ưa màu nào kèm màu đó luôn cho em là ok. Để em coi chỗ này. Tin nhắn đâu ra chị có thấy đâu. Có cái tin nhắn nào đâu mà không có thông tin. Ít ra không cho em cái số điện thoại. Không có số điện thoại nên em chốt bằng cái gì. Xong mai tìm chị ở đâu mà chốt đơn. Chưa thấy cái gì từ chị hết. Cứ lên thông tin cho em, lên số điện thoại, lên cả địa chỉ trên live cho em chốt đơn. Vô trong Messenger chả thấy cái gì hết nha. Cứ lên thông tin cho em thì đã rồi chốt đơn chị ơi. Không có thông tin em không biết chốt bằng cái gì hết á. Nè không biết tiền chị ở đâu. Ôi cái này còn bi hồi nãy nè. Còn một MB, 2 MB vàng này chị em mình ơi. Còn hàng Quảng Châu thôi. Còn hàng xịn sò thôi. Xíu nào Nguyên lên chị em mình còn một Expo Rip ấy. Nhiều chị thích phong ôm ấy. Mà hồi trước không coi like được ấy. Clip nó đúng 2 năm mới có cái dòng kiểu cái chắc kiểu như thế. Toàn hàng Quảng Châu nhá. Nhá chị em mình ơi. Đây mã này là mã bi vàng dùng nguyên size này chị em lấy 65 vô tư nhá. Con này chị em mình lấy 65 vô tư nha chị em mình ơi. Chốt mã bi vàng. Em đi luôn chị em mình con này giá lên chị em mình là 55.000 bi vàng có được 2 con bi vàng thôi. Nhá chị nào lấy bi vàng lên bi vàng chắc là em phát thèm like này chị em mình ơi. Biết quá. Không thể nào lên view nổi luôn.
vì cái cớ làm sao mà bên đây bị ảnh comment suốt cả ngày luôn. Hồi trưa cũng như thế và giờ cũng như thế luôn. Phát tiền lại nè. Điểm có khác không trời? Hay là cũng như thế này? Vì bạn chị chiếc fan. Bà thấy không? Bà có thấy comment không? Phúc mất dấu vân tay luôn. Rồi nhá, chị nào lấy bi vàng lên, bi vàng, bi trắng dùng đi. Bi vàng, bi trắng. Nhá, comment mã bi trắng luôn dùng nguyên là ok. Em đi luôn trẻ mình con này 55.000 bi trắng, đẹp lắm luôn. Nè, nhìn hàng luôn dùng nguyên này. Chốt lên mã này mã bi trắng dùng nguyên là ok. Còn mấy cái áo đá trắng nó cho xả bắn tặng 39k. Có mấy con vậy đó. Đấy. Rồi ok, bỏ qua đây. Rồi nhá, lên mã bi trắng form này trẻ mình lấy 65 vô tư luôn. Nhá, chốt mã bi trắng là ok. Còn bi vàng, bi trắng 65. Nhá, chị nào lấy màu nào comment màu đó luôn dùng nguyên. Bi trắng này. Bi vàng, bi trắng. Rồi còn mấy con áo đá nè. Áo bi đá trắng cho chiếc vàng. Không có 75kg đâu chị em đi Trần, không có 75kg. Bi trắng cho Phạm Hương. Con này lên mã áo đá luôn dùng nguyên. Áo đá buổi trưa nó đỡ hơn. Cũng ảnh comment nhưng mà like view nó cũng đỡ hơn. Đấy, còn tối nó ít quá. Rồi nha, lên luôn những này. Cái này em bán tặng luôn chị em mình. Cái này giá bán tặng này. Sale gọn luôn chị em mình con này luôn. Cái này cũng là có tông tàu mà đính đá nè. Này bữa ba sale bao nhiêu tiền ta? Cái này bữa sale chị em bao nhiêu tiền? Cái này lên cho mã đá trắng luôn dùng nguyên. Sale gọn luôn chị em mình luôn. Phạm Hương 50kg thun nam có cổ một đen một xám. Hả? Ai? 50kg Phạm Hai. Nhưng mà không có địa chỉ. Có số điện thoại đó. Lên cả địa chỉ trên live cho em nhé. Màu trắng với gì? Like đi Phạm Hai nha. Màu trắng với màu gì? Màu trắng. Không, một đen một xám. Xám này. 50kg. Xám này. Đen này. Thì lên cả địa chỉ trên live cho em nhé. Ok Phạm Hai, lên luôn địa chỉ đi nha. Lên mã này là mã áo đá, chắc là em phát thêm like nữa nhẹ nhẹ nữa chị em mà nó chứ còn view ít quá. Tính tối nay like cái bếp mới nhưng mà chưa ấy xong. Áo đá cho Tuyết Nguyễn. Đá này nhiêu à? Đá xe chị em mà là 39.000 luôn. Hello chị Quỳnh Lê nhé. Bữa giờ không thấy chị Quỳnh Lê ủng hộ cái đơn nào thế nhà. Rồi nhá, lên mã tặng áo đá luôn dùng nguyên. Em đi luôn cho trẻ mình con này. Giá lên luôn cho trẻ mình con này luôn. 39.000 luôn, em còn mấy cái. Chỉnh lại xíu nè. Cho nên mã này là mã áo đá 39k luôn dùng nguyên. Con này cũng là có tông tàu như vậy mà nó đính đá nhá. Tặng 39 luôn. Cho nó gọn kho, size này chị em mình lấy 60-62. Nha, lên mã đá trắng là ok. Màu trắng rất là dễ mang, mix với gì cũng được hết. Nha, toàn là có tông tàu thôi. Mà em đi chị em mình con này chỉ có 39.000. Nha, chị nào lấy cái mã này lên mã đá trắng là ok. 39k em nhé. Ai lấy cái này lên mã tặng đá trắng. Nha, chốt mã tặng đá trắng 39k. Đây, cái con nha này. Ui, lòi ra được vọng một con đen chị em. Cái áo nam này chị Dương Mỹ Duyên bảo là về ở chồng là 79.000 lại rẻ quá nè. Con này size to nhá, con này là size đại nhá. Áo nam này là áo nam size đại. À mới sinh em bé à. Quảng Nam phí 30k nha. Đi tỉnh là 30k. Đá chị Nguyễn Thị Diễm. Hàng gì thấy bữa giờ chả thấy chị vô like nữa. Ít thấy vô like. Trời ơi, con này đá trắng cái gì Bích Hạnh Nguyễn luôn. Bích Hạnh Nguyễn bị chen phải không? Sao coi cái like mới được không? Nó nhìn nó nghiêng nghiêng ta. Nghiêng hả? Nghiêng vào. Đá trắng cho Bích Hạnh, cho Mai Tiết chứ. Bích Hạnh Nguyễn nè. Từ canh nè, mà sẵn ngồi nhìn nghiêng hả? Canh nó cay kìa. Được chưa? Được đó. Mai Tiết Bích Hạnh Nguyễn ở đâu đó? Bích Hạnh Nguyễn Bích Mai Lai mới Tiên Phạm Mai Tiết
Bích Hạnh Nguyễn. Đây mới. Đi ẵng comment phúc xúc thôi chị. Nhảy lên coi nè, hello chị Thương Linh, giờ mới thấy cho chị Mai tiếp. À, bên này Facebook lên. Ây chào ơi. Áo khoác riêng của em là 119.000. Rồi con này chị em mình tranh thủ mua về cho chồng. Mua về cho chồng, toàn bộ là hàng đẹp, hàng này hạt mè nha. À quên lộn, đúng rồi, nắng mè nha. Áo nắng nam nha, size này anh nam nào đến 70-72kg vô tư luôn con này luôn. Hàng này hàng size đại. Thậm chí á, khách nhà Nguyên có người 80kg bon chen được con này luôn. Vì nó giãn nè chị em mình nè. Những anh mà hàng 8 thì xác định bụng to rồi. Nè chị em mình nhìn chắc nè. Bao đã con này luôn. Đá trắng cái gì Nguyễn Hồng Hà luôn xả. Nguyễn Hồng Hà. Em đi luôn chị em mình con này luôn, 79.000 con này. Chị Thảo Nguyễn, hai cái màu này hả chị Thảo ơi? Hai cái màu này luôn hả? Nha, lên luôn dùng mã này nắng nam luôn dùng Nguyên nhé. Chắc bao sướng luôn. Y như đây. Cái này có máy con này chút luôn cho in cái gì nữa. Có máy con chỗ này. Nguyễn. Cho chị Thảo Nguyễn, đây này có máy con thôi này. Cái tay của nó, cái này thì là đi bình thường không anh Nam, đi ra dễ gì mà. Hai cái cùng mà. Cho chị Thảo Nguyễn hai cái. Bình thường đi ra như là ảnh ít khi nào mà mang bao tay á. Cái này phủ hết cái tay luôn nha, nhưng mà chắc nó đã lắm. Em đi trẻ mình chỉ có 79.000 một con thôi. 79.000 một con. Hôm bữa lên cái những cái gọi là mình bán rồi á, mà các shop nó bán tương tự á, nó dạng chạy quảng cáo ấy. Cái mã này á, toàn bán là 279.000. 279.000. Cái màu á. Cùng màu. Phông to nhá, nắng này là nắng nam nha chị em mình ơi. Em đi luôn chị em mình con này luôn. Không, anh toàn rộng lắm nè. Cái này là áo khoác size đại rồi. Size đại rồi, size này là 7 mấy ký phản màu ok. Này chị em mình nhìn. Chắc bao sướng luôn. Em đi chị em mình con này giá lên luôn chị em mình là. Mua cái gì đâu, 79 nghìn. Chỉ xương thu. Thế. Áo khoác này, à thanh mua áo khoác nào. Ok. 79 nghìn nhá, chị nào lấy cái này đây, tranh thủ mua đi. Tranh thủ mua con này rẻ. Hai cái túi ở trong cũng to lắm chị em mình. Hai con túi ở trong rất là to. Phải like chạp rồi cái đứng lên book comment. Book comment. Book comment cho nó nhảy comment. Cho chị Mai tiếc luôn kìa. Bên đó con nhảy hả sao? Nhảy nhưng mà từ nó thì bé kìa. Rồi nhá, chị nào lấy khoác nam comment lên khoác nam là ok nhá. Em đi luôn chị em mình chỉ có là 79.000 thôi, bao rẻ luôn. Nhá, chị nào lấy khoác nam chút lên mã khoác nam là ok. Khoác nam là ok nhé. Rồi em ra chị em mình mã này lúc xưa chị nào cũng có thì tranh thủ mà săn nè. Con này là áo Boris. Áo Boris nhé. Chăm cho anh Nguyễn. Ba phút đi hay ba chịu khó ba phút đi chứ mà không thấy cái gì hết. Đi chốt vô cái tờ cái file nó được nè. Thì cái nó tê bóp nhảy chứ còn cái kia nó đâu có nhảy. Cái pet mới, cái like mới đâu có nhảy. Mã này chị em mình tranh thủ mua, cái này là rip xịn luôn. Này chị em mình nhìn chắc nè. Còn bộ là màu xanh đẹp không à. Nha, cái này em đi luôn chị em mình luôn. Có 7 ký được. 55.000. À khoác riêng size to. Được, được nhá. Size to. Cái này size to size chị em mình từ 40 60 chị em mang ok luôn chị em mình nhìn đồ giảm. Bao đã luôn nhá. Cái này bo rip chứ chị em mình ơi. Lên mã này là mã túi xanh. Em đi chị em mình con này 50. Nguyễn xanh. 55.000 thôi. 55.000 con này lên cho mã này là mã túi xanh nhá, bo rip nhá chị em mình ơi. Nha chắc đã lắm. Đây, chị nào lấy cái này lên mã túi xanh là ok. À khoác nam cho chị Kiều Phạm. Anh Nguyễn có rồi nha, Kiều Phạm. Kiều Phạm luôn. Nhá. Túi xanh là cái gì? Túi xanh đây, túi xanh đây. Nguyên nói rồi con khoác đó. Khách túi nhà Nguyên. Cho... Đây. Hai phút xanh cho Nhung Phạm, hai phút nam Nhung Phạm. Khách nhà Nguyên, 80kg, không có sai nhưng mà bon trang cái này được luôn. Mang hơi ôm xíu. Nguyễn Hương, Na Trương. Đây, túi xanh đây nè. Đẹp lắm luôn. Nhiêu à? 55.000. 55.000 con này nha chị em mình ơi. Đây cô gái rồi. Nhưng đây, túi hai cái giống nhau nha. Túi nè. Túi nè. Na Trương nè. Ai nữa? Nguyễn Hương à? Anh Nguyễn. Anh Nguyễn nè. Rồi lên mã cô gái xanh luôn. Comment mã xanh cô gái túi xanh cho chị à. Lan My Nguyễn ơi, lên thông tin cho em với. Lan My Nguyễn lên thông tin cho em nè. Rồi lên luôn dùng mã này là mã cô gái xanh. Túi xanh á, quên lộn, cô gái xanh luôn dùng nguyên. Đẹp chưa?
Mình nói là bo rip mà bán chị em mình 55.000 con nhé, toàn bộ hạt đẹp chị em mình ơi. Nha, chốt lên luôn những mã này là mã gái xanh, những cái hình cuta mà toàn là màu đẹp, màu dễ mang hết á. Nhá, chốt lên chung mã này là mã gái xanh. Nhung Phạm là hai cái giống nhau, hai áo khoác giống nhau vậy. Chốt mã gái xanh là ok nhé. Em đi luôn chị em mình chỉ có 55.000 một con thôi. Nhá, chị nào lấy cái này lên mã gái xanh là ok. À, áo nguyên đang mang còn. Áo nguyên đang mang là 65k một con. Nhá, có cả màu vàng, màu hồng. Đấy. Rồi nhá, chị nào lấy. Ui, cái hình kim lên. Cái hình nào nó cũng đẹp luôn. Xanh cô gái nhá. Xanh cô gái nhá. Rồi nhá, chịu khó là chị em mình bình thường đấy gì bóc màu xanh thôi, cắt hình đấy, hình nào cũng được đấy, còn đẹp thôi chị em mình ơi. Lên mã bàn tay là ok nhá, bàn tay chị nào lấy bàn tay, chút mã bàn tay nhìn sơ nồng bàn tay nhá. Cái này em đi luôn chị em mình là 55.000 bàn tay nha. Chị nào lấy bàn tay mấy giờ rồi dạ? Bàn tay bao nhiêu ký? Cái này chị em mình từ 40, 60, 62 cái chị em mang được luôn nhá, chủ yếu là mang nó co giãn nhiều, co giãn theo form mà. Lên mã bàn tay, em đi chị em mình con này 55.000 bàn tay. Ok, ghé lái sớm nha. Chị nào mà có đơn ghé lái thì phải tranh thủ ghé lái sớm thôi, đợt này em không giữ đơn lâu nhé. Ví dụ chị em mình ngày nay có đơn thì tranh thủ ngày mai ghé lái luôn giùm em. Đấy, còn không chậm là ngày mốt, chứ đừng có để đơn lâu nữa, em không giữ đơn lâu đâu. Rồi, chị nào lấy gái xanh thì lên gái xanh đi nhỉ. Ui, cái này hồi tới cũng tiền không ra mà like. Ba con này tiền không ra mà like. Nhá, chị nào lấy xanh lên xanh luôn dùng em đi. Vứt mấy cái quần sọt bên kia này lên cho chị em mình mix đằng sau lưng xả kìa. Đấy, có mấy cái quần sọt đây nè. Ờ, bỏ lên má phẳng đi. Rồi nhá, con này chuẩn hàng tàu luôn. Em có 3 con 1 cam. 3 con 1 cam nhá. Đây, mã này là mã cam. Con này em đi chị em 49.000. Con này size nhỏ hơn thôi, 57 đổ về là chị em mình lên đẹp. Nhá, lên luôn chung mã này là mã theo hồng mình nha. Comment mã theo hồng. Cái này Nguyên có 3 con thôi. Theo hồng, toàn bộ là hàng tàu. Form này chị em mình 57 đổ về là chị em mình lên đẹp nhá. Lên mã theo hồng có 3. Nha, em đi chị em mình luôn 49.000. Bàn tay đây nè. Bàn tay đây nè. 49.000 bàn tay đây. Bàn tay. Nhá, chị nào lấy mã cam 49 lên cam 49k là ok. Cái này em còn mấy cái nè. Size L này. Cái này chị em mình mix với áo trắng đẹp. Áo riêng nữ có rồi. Bàn tay có màu nữa thôi chứ mấy chị. Bàn tay nó có màu xanh thôi. Rồi con này toàn bộ 52 đổ về chị em mình lên đẹp. 52 đổ về nhá. Ôi giời ơi. Nhìn đẹp chưa? 52 đổ về con này thôi, chị em mình mix mấy con áo trắng ấy cho nó đẹp. Mix set. Này chỉ cần mua một con áo trắng nguyên sale mấy chục nghìn đó nữa. Ra set quá đẹp luôn chị em mình này. Đấy. Cái này em đi luôn cho chị em mình luôn. Lên luôn những mã này là 49k. Nhá, size mỗi còn size L, size 52 thôi. Đấy, em chị em mình tầm 72 đổ về là chị em mình lên đẹp con này. Em đi chị em mình con này sale 49k luôn dùng Nguyên nhá. Này. Đi đâu mua được con này 49k chị em mình, nhiều khi là giờ không đi nhập ra được giá này rồi. Đấy, chốt lên chung mã quần 49k nhá, comment mã quần 49k chốt lên cho Nguyên. Quần 49 nhá, size chị em mình 52 đổ về là chị em mình chốt đẹp nha. Chị nào lấy quần 49 comment lên quần 49. Toàn quần xịn không, toàn quần dài xịn không nè. 49k nhá, chị nào lấy quần 49 comment lên luôn cho Nguyên con nó đẹp ấy. Hút được rồi. 49 cho Nguyệt Trương. Lên mã quần 49k là ok. Chị Lê Việt lên thông tin cho em đi đã, cho chị Ngân Nguyễn con. Con này con thấy nhất ba bốn con này em bán tặng luôn thôi cho chị Ngân Nguyễn luôn. Chị ơi, chị Lê Việt lên thông tin cho em. Lê Việt là ai à? Ngân Nguyễn. Ngân Nguyễn là Tâm Mộc này. À, Lê Việt là Khánh Yên. Áo xanh túi chị hai cái. Ok, chị Khánh Yên con này. Lê Việt là Tâm Mộc hả? Khánh Yên này. Từ Lê Việt đó là ở Khánh Yên à? Khánh Yên này. Ok chị, ok. Tâm Mộc nè bạn. Không có size 3 ấy cho chị ơi. Tâm Mộc hả? Tâm Mộc, Trang Thiều. Cho chị Hạnh rồi. Hạnh rồi. Cho mẹ hả, chị mua cho Trang mẹ. Thiều à? Trang Thiều. Cho chị Hạnh rồi luôn, 49.000 cho chị Hạnh rồi luôn. Ok, bàn tay cho chị Hạnh rồi, Khánh Uyên hai con luôn. Khóc Nam hả, chị lấy cái màu gì ta? Màu này. Màu gì cho mẹ được? À, có màu xanh này. Màu xanh này thì chị. Có mấy cái màu xanh lạ này nữa nè chị nè. Quần em hết rồi, chị Võ Thị Điệp ơi, cho chị Hạnh rồi là hết rồi. Bàn tay ai đó? Bàn tay cho chị Khánh Uyên hai cái. Bàn tay đây nè. Chúi chị Khánh Uyên hai cái. Đẹp lắm, Boris này ít khi nào có. Mai chị không vào được ấy là sao? Phóc Nam là một lớp nhưng mà dài vậy ơi. Hai lớp em vẫn có, nhưng mà cái này một lớp dài.
chị ơi, chị Mỹ Hà Nội, chị lấy cái màu này, lấy cái màu này, còn màu xanh này, màu xanh vịt ấy, chị nào lấy xanh vịt thì lên xanh vịt cho em nha, toàn là phông to. Còn chị, còn nó lâu lắm mới có đợt rip nó về đó, hóng dễ sợ luôn, bao rất là lâu rồi mới có cái kiểu rip kiểu như thế. Rồi nhá chị nào, đây này, còn màu xanh vịt này nè, chị nào lấy khoác xanh vịt, lên khoác xanh vịt, toàn này phông to nhá, toàn bộ là phông to. Rồi lên mấy con quần xịn này luôn. Thế cái quần hồi nãy là hết, à, còn mấy con màu tím nữa, ba kìa, cho bà sẽ lên luôn. Áo nam là 95k nha. Quần tay em sợ cũng như còn. À, áo nam nào, áo khoác nam là 79k. Khoác nam kìa, khoác nam là 79k. Áo khung nam. À, khung nam là 95k. Cái này còn xe nhỏ rồi. Cái này em còn toàn xe nhỏ. SM cho chị em mình 50 đổ về thôi. Màu tím này còn SM. Ôi có con XL xe 55. Ôi đài sai. Màu tím này đài sai. Tới 57kg nhé. 57kg đổ về. Cái này chị em mình chỉ cần mang mấy con áo màu trắng lên là rất là đẹp rồi. Áo rít từ từ cho em coi còn màu gì không. Còn màu tím. Ê, đúng rồi. Phúc cho con màu tím đi. Mang với cái quần màu này ra xét. Ôi chờ 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 cái từ này. Đẹp ấy, hợp lý. Hợp lý quá luôn. Xét nó ở đây chứ ở đâu. Từ từ. Cứ lấy trên màu, 5 con khác màu cho chị Khánh Uyên luôn. Không, quần tay em đăng là chỉ có mỗi màu đen. Em ghi rõ là em có chỉ mỗi màu đen thôi mà. Trời ơi. Xét nó ở đây chứ ở đâu chị em mình ơi. Nè, đẹp chưa nha. Áo thì là chị em nào cũng mang được đến 60-62 rồi nha. Boris, 5 cái. In cho chị đi mai bóc. In cho chị mai bóc. Áo lên chị em mình 55k, quần đây chị em mình 49k, quần cho chị em mình tầm 57 độ về là chị em mình chốt ok. Nha, lên luôn cho mã quần luôn dùng nguyên là ok. Toàn bộ là hàng này dạng công sở mềm ấy. Công sở dài, không có 3XL đâu chị ơi, làm chỉ có cái nào 3XL đâu. XL là to nhất rồi nè, tầm 57 độ về thôi. Đấy, chị nào lấy mã quần tím bán tặng luôn chị em mình là 49k hàng con. Nha, áo đây luôn chị em mình là 55k hàng con. Đấy, chị nào lấy cái này lên luôn cho em. Nhá, chốt mã quần tím. Kèm luôn dùng cái số ký áo tím 55 quần tím 49 nha chị em mình nha. Bao đẹp luôn, riêng mày Boris như chạy chị em mình. Bóc cho chị quần áo chị ơi. Tiếp. Đặt một ri cho chị Hùng Phụng. 55 đúng không? Một ri cho Hùng Phụng. 1 M XL. Của Mai Tiết là sai gì? Không có sai thì làm sao một chút. Quần sai gì Mai Tiết nha. Đây S này. Kèm sai, áo cho chị Lam Lam Lan Minh Nguyễn. Quần này cho chị Hồng Phụng. Quần cho chị Hồng Phụng, cho chị Ngân. Quần Hồng Phụng. Ok. Áo này. Áo tím cho chị Ngân Thư này. Quần 57 em hết rồi. Quần 57 hết rồi. Còn size S với size M. Chị Hồng Phụng lấy XL cho chị Khánh Uyên. Áo quần 57kg cho đây thì cho Hàn Quốc chị đó. Cho chị Khánh Uyên. Chị tiếng Hàn Quốc này là tên chi quên mất ta. Tâm mà của chị đó. 59 không phải Tâm Mộc đâu. Chị này khác, chị này tên gì quên mất rồi. Chị này tên tiếng Hàn Quốc này tên gì quên mất tiêu. Nhớ cũng làm cái này cũng làm không? 57 em hết rồi. Quần 49k, 57 em hết rồi. Còn 50, 52 luôn. Riêng con quần còn 50, 52 luôn. Diễn, diễn, diễn. Ok, nhưng mà hết 57 rồi chị ơi. Hết 57 cái rồi, còn áo thôi nha. Còn áo không thôi. Còn quần cho tầm khoảng 50, 52 là ok. Áo tím cho chị Khánh Uyên luôn. Quần em hết quá. Không có ký sao không biết. Không có số ký em không chốt được nhá. Xếp tím. Áo 55. 52 ký à? 52 ký có, lấy size M là ok. Nhá. Đây này, size M là ok. Áo tím là 55k, quần tím hiện tại em còn size 48 50 thôi. Là mang ok con này nhá. Chị nào lấy cái này lên luôn dùng nguyên. Áo thun sọc ở đâu? Đang có cái nào áo thun sọc đâu chị Điệp ơi. Nha, chị nào lấy áo tím lên luôn dùng mã áo tím luôn dùng nguyên là ok. Em đi luôn chị em mình coi này chỉ có 55.000 phát thôi chị em mình ơi. Con màu tím này đẹp dễ mang. Nhá, chị nào lấy áo tím lên áo tím luôn dùng nguyên 55k một em. Nhá, ở trên là như có ai ghi áo tím thôi kìa. Mà đặt không ta. Rồi nha, có mấy con quần này 50kg chị... cho Mai Tiết kìa. Quần 50kg đây nè. Cho chị Mai Tiết nè. Đi cặp luôn à. Đi cặp. Rồi nha, trời ơi, cái này nó xịn lắm luôn. Mì tàu, nó dài, nó đanh lắm. Nè, chị em mình nhìn. Hàng tàu không phải nói là hàng tàu nhé. Đấy.
Size này dành cho chị em mình 60 độ về. Áo tím cho chị Nguyễn Hương luôn. Nguyễn Hương, Nguyễn Thọ. Cho chị Nguyễn Hương luôn. Nha, xịn sò lắm chị em mình ơi. Cái này em đi luôn chị em mình luôn. Ok, chị Khánh Nguyên có rồi. Chiều nhận hai cái quần đẹp lắm em. Cảm ơn chị Chiếp Tinh nha. Rồi nha, chốt lên luôn những này em cho em 79.000 luôn nha. Con này là quần mì hàng xịn, mì tàu xịn size XL. XL như cái này chị em mong mua nào cũng được hết. Mà chắc nó xước. Mì hàng, mì tàu nha, 79.000. Cái này em còn sót mấy con thôi. Nha, chị nào lấy lên luôn dùng nguyên toàn bộ là hàng tàu. Cái này 52 đổ về. 52 đổ về chị em mình chốt ok, mì hàng luôn. Nha, chốt mã M là ok này. Cái này hơi hơi giống quần quần Tomboy. Đấy, chị nào lấy chốt em còn sót mấy con này. Con này size XL luôn. Len mã sọc luôn dùng nguyên là ok chị em mình nhìn này. Quần tím còn nó bả hết rồi phải. Tới cái giày rút nó, quần tím hết luôn rồi. Sẽ là hết luôn rồi. Hết luôn quần tím rồi. Ok, hết rồi. Hết quần tím rồi. Nha, chị nào lấy cái này lên 79k một con nhé. Anh Ngô có rồi nha. Áo tím cho chị Diễm. Cái Diễm tiếng Hàn. Diễm Hàn Quốc. Diễm Hàn Quốc. Hàn Quốc. Rồi nhá, cái này size 55 đổ về là ok, ok rồi chị ơi. Nha, rồi chị nào lấy quần, lên quần luôn dùng nguyên là ok. À đây có mấy con quần này bán tặng chị con đi cho nó vui. Áo tím cho Kim Ngân Lương lên thông tin nha. Khách cũ. Kim Ngân Lương là khách cũ. Cái này Nguyên đang có 2, 3 con. Khách cứ chạy lên nhà hỏi em ơi còn con nào đi nhận hàng về đẹp mà tìm đâu ra. Cứ giờ nó loi ra like tới đâu mà. Nên còn lẻ tẻ, like tới đâu sale tới đó rồi giờ lên moi nhà Nguyên cái chắc chồng cả đống nè. Lên tìm cho mà ra. Áo tí mà ok Thanh Minh. Áo sọc 50k là cái áo nào nãy giờ ta? Mình like có cái áo nào áo sọc nào 50k đâu chị Điệp ơi. Cao quần á. Chị Điệp ơi có cái áo sọc nào 50k đâu. Cái này size 60 có hai okay. Con thôi. Con này chắc của nó là đuổi xước. Thanh Minh dài. Có áo tím rồi nha. Có hai con lên mã lỡ dùng nguyên em đi chị em mình con này 49k. À quần sọc à, quần sọc 50k em hết rồi. Quần 79 là Mi Nguyễn. Quần 79 là cái mã nào? Size nào? Size mấy ký? Cái nào? Size L đó. Size gì chị nói là size gì? Size L. Không có size L. Size M và size XL thôi. M và XL. Cái này em đi luôn chị em 49k. Lên mã quần lỡ 49 là ok. Nha. Quần 55kg là cái nè. Lên mã quần sọt là ok. Size XL hết. Size 60. Được 2 con thôi. Được 2 con. Em đi chị em 49k. Chị bỏ đi đi là quần sạc là quần sọt đó. 60k cho chị Khánh Uyên. 40, à, quên lộ 49 cho chị Khánh Uyên. Cái nó ok quần sọt mà chị quần sọt nãy giờ em không biết có thì đi được không không có cho chị Khánh Uyên cả nha. Còn một cái 49 chị nào lấy 49 đây 49 luôn dùng nguyên con này quá rẻ con này cũng là hàng Quảng Châu quần ngố này size 52 đổ về 52 55 lên mã ngố m hết rồi chị Điệp ơi nha chút mã ngố m mà chậm quá em qua mấy mã rồi mới thấy lên comment ấy. Nha ngố mở này chị em 49.000 luôn. Có được 3 cái em lên đó mình chị em cho nó gọn đấy. Ai chưa có thì lên luôn dùng nguyên nhé. Chị nào chưa có thì lên. Là ở 49 cho Nguyễn Vang. Trời ơi con một cân. Con rít cộng này gì nữa không mai ra lên luôn chị em nó nè. Ba rít còn. Ủa thì điệp mờ là cái lụi gì? Không có đâu hết rồi. Hết rồi chị Điệp ơi. Cái này là lụi, cái này gọi là gì? Cái này CM thôi, ngố CM. Ngố mờ cho Khánh Yên. Ngố mờ. Hả? 49k luôn. Cái này em còn đúng một con màu nu. Đúng một con màu nu thôi. Quần 49 cái mã đó em thấy. Đúng một con màu nu. Chị nào lấy cái này lên mã nu là ok nhá. Bo rít nha chị em mình ơi. Chị em mình 60 chị em mình vẫn bon cho em được con này. Nha em đi luôn chị em mình con này. Giá lên luôn cho chị em mình là 55k, lên mã nu 55 là ok, Boris nha, đẹp, chị em mình yên tâm. Con này khách nhà Nguyên như chị làm cho Nguyễn hồi xưa là chị chưa làm ấy. Cách đây 2 năm, giờ chị vẫn còn mang đẹp. Nha, cho chị Ngân Thư, giờ vẫn còn mang đẹp và mang sướng. Con này nó hút mồ hôi sướng á. Nha, rồi lên cho mã hồng. Hồng em đi chị em mình 55, đây nè, hồng 55. Nu em hết rồi. Trừ cho chị Khánh Uyên luôn mấy màu, hồi nãy được mấy màu. Thư 55. Trừ cho chị Khánh Uyên hai con này nữa, cho đủ màu. Cho đủ màu mới được 3 màu đúng không? Còn nâu không? Hết nâu rồi. Hết nâu nhé. Lên mã hồng luôn dùng nguyên là ok. Này chị em mình nhìn chắc này. Nhìn chắc nè. Sướng lắm. Con này giãn và thấm hút mồ hôi nhé. Lên mã này là mã hồng luôn dùng nguyên toàn là cái hình đẹp đẹp không nè. Hình đơn giản đẹp nhé. Đấy chị nào lấy cái này lên chung mã hồng là ok. Được hai con hồng nữa đi. Em đi chị em mình 55k hồng. Nhá chị nào lấy hồng chút hồng luôn dùng nguyên. Hồng cho Diễm cái này. Diễm Hàn Quốc một cái này.
Rồi còn cá nữa. Cái này gì Khánh Uyên hai cá đi. Ủa chứ Khánh Uyên mà. Hai cái này à? Hai cá chứ hồi nãy chị bóc năm màu mà. Rồi nhá, cho chị Diễm một cái nè. Hồng cho chị Khánh Uyên cá. À Khánh Uyên có rồi. Chị Khánh Uyên có rồi, chị Khánh Uyên rồi còn một hồng cho chị Ngân Nguyễn. Ông chị Ngân Nguyễn, chị Khánh Uyên có rồi nhá. Rồi một cam đắt. Cam đắt thấy hồng luôn. Chút lên mã này mã cam đắt dùng nguyên nhé. Hồng hồng hết rồi chị Hương ơi. Hồng hết rồi, lên mã cam đắt dùng nguyên. Xíu này có màu hồng rút, màu hồng đậm đậm hơn xíu. Màu cam đắt không phải cam tươi đâu nhé chị em mình ơi. Màu gạch, dạng giống màu gạch đấy. Nha chị nào lấy gạch lên gạch giúp nguyên này. Em đây luôn chị em mình, con này giá lên chị em mình 55k gạch. Nha chị nào lấy gạch lên gạch luôn dùng nguyên. 55k một con thôi, phát mấy cái để dành mà ma. Con này nó rất là dễ mang. Nha chị nào lấy gạch, chút gạch luôn dùng nguyên. Em đem chị em mình con này giá 55k gạch. Nha còn mà nữa thôi. Thấy hồng rồi nha. Thấy hồng nhé, còn một hồng hồng này nữa thôi. Đấy, cái này lên đúng hay chưa là giờ còn bao nhiêu cái là em lên nó lên chị em mình là gọn thôi đấy. Rồi nhá, còn màu này nữa là hết rồi chị em mình. Gạch cho chị gạch cho chị Diễm. Gạch cho chị Diễm, Diễm Hàn Quốc. Diễm Hàn Quốc. Còn màu hồng rút nè. Còn màu hồng rút nè chị em mình. Chị nào lấy hồng rút lên hồng rút dùng nguyên nhé. Còn hết màu hồng lúc nãy rồi. Lên mã hồng rút là ok. Ghét gì? Màu đi chị ơi. Màu đi. Nha. Lên mã này là mã hồng rút. Nó hay, nó đẹp hơn cái màu hồng hồi nãy luôn. Trừ cho chị Khánh Uyên con hồng rút này cho đủ màu đi. Đổi qua hồng rút giùm em nhé. Chị nào lấy hồng rút 55k thôi nha. Ai lấy hồng rút comment lên hồng rút luôn dùng nguyên là ok. Em đi luôn trẻ mình con này nó 55k hàng con. Còn màu hồng rút màu gạch nè. Đấy gạch và màu tím là ba cái nữa thôi là hết. Gạch chị Khánh Uyên có rồi. Gạch chị Khánh Uyên có rồi nha. Chị Diễm có chưa? Mai tiết gạch nè. Mai tiết gạch rút đi. Hồng rút cho chị Nguyễn Hương. Gạch đây. Hồng rút cho chị Nguyễn Hương. Hồng rút cho chị Khánh Uyên có rồi. Chị Khánh Uyên có rồi nhá. Rồi ok, chị nào lấy hồng rút lên hồng rút luôn dùng nguyên chất ba xước. Lâu lâu mới có cái rip này mà. Đây là chị em mình tranh thủ nhá. Được chưa? Chị nào lấy cái này nữa lên luôn dùng nguyên xong qua mã nhá. Qua mã nhá. Qua mã nhá. Áo nhiều rồi đúng không? Áo nhiều rồi để lên giường cho chị. Ôi, từ từ. Cái này em còn mấy bộ nữa. Luôn. Để chị nào không to được live cho chị em mình phát ra con nào luôn. Phát được từng này bộ thôi. Nguyễn Hương Thọ. Còn được ba con quần đùi này nữa nè. Ba con quần đùi này em bị chị em bốn chín. Sau này chị em mình 50 độ về rút cho chị xương thu. Rút cho chị xương thu. Mix với màu trắng. Mix áo màu trắng. Cái này là cam đắt nè. Cam đắt đó. Nguyễn Thanh Thị. Ở đâu đó mày không thấy bên này luôn. Không thấy rồi. Áo vôn rộng còn. Hồng bụng là đủ màu. Hồng rút cho Mai Tiết. Bị ẩn comment quá. Hồng rút cho Mai Tiết đi. Hồng rút nè. À, hồng rút. Hồng rút cho chị Hạnh Rồn luôn. Hồng rút Hạnh Rồn. Tiếng cho chị Thanh Sô-cô-la. Cái này cũng có hai cái thôi, xe 50. Vì ẩn comment đó chị em mình, phải ngồi lâu lâu phải bút lại mới thấy đọc được comment của chị em mình. Cái này nguyên đi luôn cho chị em mình là thanh sô-cô-la màu tím. Thanh sô-cô-la tím. Hồng rút cho chị Hạnh Đoàn rồi đúng không? Ủa chứ cái tay bóp nó không nhảy à? Có đạp bay luôn mà. Cái này em đi luôn chị em mình là 49.000. Đẹp. Có hai cái thôi chị em mình ạ. Cái này nguyên còn hai thôi. 49k nhá. Cái này chị em mình mix áo trắng đẹp lắm, mix sát. Ok, không phải mềm phải con nè. Này mềm lắm, size 50 đổ về. Size 50 đổ về là chị em mình chốt đẹp. Nha, chị nào lấy cái này thì chốt lên luôn dùng mã này là mã. Nó giống quần váy mà không phải váy. Có hai con thôi. Facebook chị xem không được luôn à. Chán ghê em sợ thì. Rồi nhá, ai lấy cái này thì lên cho em. Có được hai con, em đi chị em mình con này 49k nhá. Rồi còn cái này nữa nha. Cái này là lưng của nó, lưng thun này chị em mình rất là dễ mang. Nguyên nói là con này size M nhưng mà chị em mình 57kg vô tư luôn. Chị em mình nhìn nè. Giảng vô tư nhá. Comment mã này mã M49k là ok. Còn sót đúng con thôi. M49 nhá.
Chị nào lấy mã M49 lên Long Duyên có một cái thôi. M49 nha, một con M49. Chị nào lấy M49 lên, M49 là ok. Phát được đúng con M49. Rồi nhá, tiếp ba. Rồi cho Diễm Nguyễn. Không, chắc là Diễm là size M hồng này đúng không? Cái quần nó rộng đấy, 57kg độ về. Ok thì lái nhá. Rồi cho lên cái áo nam size đại, nó có mấy con bán tặng luôn. Mấy con size đại màu đen, có mấy con màu đen sót. Diễm Nguyễn coi có đúng không? Không lái cho La Mi Nguyễn nè. Diễm Nguyễn lấy màu hồng hay là màu nu? Lên rõ nha. Cái này nam size đại, hàng này chỉ có trong các shop hàng big size thôi mới có con nè. Và đúng hàng shop của nó là 320.000. Quần hồng đúng không? Ok. Quần hồng không cho phải quần hồng rồi đấy. Thế lấy quần gì? Quần hồng hay quần nu? Quần hồng hay quần nu lên rõ đi. Khó hiểu á. Quần hồng hay quần nu đi. Lên hạ rõ luôn, hồng hoặc là nu. Con này chỉ nu á. Thế thì ghi màu nu đi cho rồi. Hết mã 49 hồi nãy nhá. Còn màu hồng thôi. Còn màu hồng nha. Còn mỗi màu hồng trẻ mà thôi. Áo nam size đại, hàng này đến 80kg. Vô tư con này luôn. Hàng này là chỉ chuyên trong các shop hàng big size như vậy mình nhá. Đây nè. Hàng này là hàng thương hiệu rồi. 320.000. Cái này em sale gọn luôn, có mấy con thôi. Bán tặng nhá. Size 80kg. Hàng này gọi là hàng hiếm nè. Nhà Nguyên ở size 80 rất là ít nha, vải sướng. Em đi luôn trẻ mình con này luôn. Áo nam nhá, size to. Lâm à, lên mã nam to là ok. Em đi luôn trẻ mình nói con này giá lên trẻ mình là 60k luôn đi. 60k luôn nhá. Đây này, không bao giờ nó điêu, hàng này nó vẫn đang chạy. 320.000. Đây trẻ mình nhìn này. Nha, hàng số là 320.000. Em sale luôn trẻ mình con này giá 60.000 luôn, hàng này size to size đại. Hàng này đến lúc tìm rất là khó. 80 mấy ký, 82 ký vẫn được luôn nhá. Lên mã này là mã đại là ok. 60k gọn kho luôn. Chị nào lấy mã đại comment lên mã đại là được nhá. 60k. Chị nào lấy đại 60 chút lên mã đại 60 nhá. Đây nãy định bóc lên cái bộ gì đâu rồi. Có mấy bộ chút. Đây đây đây. Đây đây đây, những cái bộ cuối cùng. Đi sót đấy, bỏ qua trong hàng đó đi. Bỏ luôn trong đống hàng lên đi. Bỏ luôn trong đống hàng. Rồi lên giúp nguyên cái này. Lên giúp nguyên cái này. Xong em lên cho em mình hàng sale nhé. Lên cho em mình ít hàng sale vì còn sớm. Mấy giờ rồi sao? 9h20. Nó có 9h20 mà cảm giác like lâu, rất là lâu rồi. Nè cho em mình nhìn. Nam cho chị Nguyễn Văn luôn. Nguyễn Văn. Nguyễn Văn nhé. Nam nè, đây nè. Mới like xong Nam nữa đó. Bộ này lên mã bộ hãng cho Nguyên, size trẻ mình 52 đổ về trẻ mình chốt đạt. 52 đổ về nhá, cái này em còn vay bộ thôi. Để mang cho trẻ mình xem. Trẻ mình thấy cái phong. Áo này cho chị Sương Thu. Áo quần cho chị Sương Thu. Sương Thu. Rồi đây là những bộ cuối cùng. Mấy bộ cuối cùng thôi. 4-5 bộ hết. 59k. Còn được đúng từng này bộ, và bộ này là bộ hàng hãng nha chị em ơi. Có một mà không có mấy cái nữa chứ mấy. Hết hàng rồi. Đau sót lại được từng nớ thôi. Rồi nhá, lên bộ hàng hãng luôn, dùng nguyên có mấy bộ thôi. Nó từng này bộ nó là sạch kho luôn, không còn cái bộ nào nha. Nên là chị em mình tranh thủ bộ hàng hãng, bộ này là bộ quần lửng như thế này nha chị em mình. Sai chị em mình. Bộ quần lửng nhá. Có mấy bộ thôi. Size M chị em mình 52 đổ về, còn màu nâu như Nguyên đang mang nè. Màu đỏ nè. Màu đen nhá. Ba tông màu thôi. Màu nu còn được 2 bộ. Mã này chị em mình tranh thủ săn. Hàng này mà nếu hot girl nó có sale chị em cũng là sale vòng 199.000 một bộ. Nhiều khách à, trước Tết, vì cái này có một đợt hàng trước Tết có nè. Cái này em sót là có 2 cọc nè. 2-3 cọc nè. Là trước Tết đã mua rồi, giờ vô săn tiếp cái bộ này. Nhá, chị nào lấy cái này thì lên luôn cho em. 57kg có, nhưng mà màu khác chị ơi. 57kg còn 2 màu nè. 57kg còn 2 bộ màu đen này thôi nè. Màu đen nhá.
nha, 57kg là size L, lấy màu đen là ok nha. Chị nào lấy thì lên luôn dùng nguyên 57kg, còn đúng 2 bộ. Và còn toàn bộ là 52, 55 đổ về chị em mình chốt đẹp là có màu nu. Màu nu và màu đỏ, màu nu, màu đỏ và màu xanh đen. Là nót là sạch luôn cái bộ hãng này luôn ấy. Nên là chị nào chưa có cái mã này tranh thủ săn nhé. Em đi chị em mình 125.000 một bộ nha, xịn sò. Chị em mình nhìn hàng, chị nào mà sành hàng chị em mình chỉ cần nhìn túi tiết thôi là chị em mình đủ biết cái độ xịn của độ của đồ rồi nha. À, đen CL cho chị Nguyễn Hương. Đen CL chị Nguyễn Hương. À Nguyễn Hương. Đen CL Nguyễn Hương 125.000 một bộ thôi. Đấy, chị nào chưa có cái mã này tranh thủ nhé. Em qua mã đi. Em qua mã nhé. Em lên chị em mình hàng sale nhé. Chuyển mã nha. Chị nào lấy bộ lên bộ luôn, dùng nguyên bộ này xịn sò, chị em mình không săn tiếp quá. Chị sẽ mượn cái điện thoại xe em chia sẻ phát này. Đi. Đây đó. Uống hết một ly. Tâm An thay màu đỏ chị Nguyên. Ok. Ủa Tâm An này, Tâm An nào? Tâm An này, Tâm An nào, lên thông tin cho Nguyên đi. Lên thông tin cho Nguyên màu đỏ size M đúng không? Lên thông tin cho Nguyên đi. Này bỏ cho Tâm An, lên kèm thông tin nhé chị ơi. Lên kèm thông tin cho em đi. 75kg không có. Màu nâu cho chị Hạnh rồi. Nâu cho Hạnh rồi. Lên kèm thông tin cho em nhé. Không có 75kg nha. Đen CL. Đỏ CL chứ chị. À đen CL đúng rồi. Đen CL còn có một bộ. Đen CL. Ok, đen CL cho chị Lan My Nguyễn. Lan My Nguyễn. Lan My Nguyễn. Rồi ok nhé. Còn đúng một bộ màu này và một bộ màu này, hai bộ size M thôi, một bộ màu nâu và một bộ màu đen để lấy hết sạch từng xanh bộ này. Nhá, này là chị nào chưa có cái mã này phát nhá. 125.000. Bao rẻ luôn ấy. Bao rẻ luôn. Rồi tiếp. Rồi tiếp nhá. Tâm An này không tin nha. Cho bà xã cái cọc bộ bộ đùi này đi sao. Cho bà xã cái cọc bộ đùi cho này. Đem bán tặng. Đem xíu nữa cho ông lại giờ đi nghỉ ta. Ok. Mới có 9:30 mà đi nghỉ nè. À đà. Đây này, cọc bộ cho này. Của này à? Ừ. Cho lên bán tặng đi. Bán tặng đi, chia sẻ đi. Bán tặng cho chị nào chia sẻ đi. Mỗi chị bộ nhá. Cái này bán tặng mỗi chị bộ dành cho chị nào chia sẻ nhá. Bộ này là bộ lụa mà size này á, chị nào mang cũng được. Chị nào to nhỏ gì cũng mang được hết, size chị em mình đến 60-62. Bộ này em đang đi chị em mình sale là 95.000. Sale 95.000 nhá. Cái này em bán tặng nót luôn cho chị em mình luôn. Bán tặng thôi nhá, em còn được vài bộ nhá. Nè. Có size nha. Còn được từng này bộ. Form này chị em mình đến 60 vô tư nhá, bộ đùi. Bộ đùi. Quần ngố nam em có chị ơi, có quần ngố nam. Bộ đùi nhá, lên mã này là mã bộ đùi. Có đồ bộ nam về chưa? Chưa không có bộ nam chưa? Cái này không có bộ này. Cái này size trẻ mình lấy 60 vô tư nhá. Này. Cái này lại cưng. Cái này lại cưng, em sale gọn luôn cho chị em mình bộ này, bộ lụa nhá. Size 60 nhá, sale nốt luôn trẻ mình bộ này với giá là 79k. Bộ đang mang 57-60 em hết luôn rồi. Hết rồi, còn được hai bộ size M nó đã hết sạch luôn. Nha, 79k cái bộ này. Size này chị em mình đến 60. 70k luôn đi cho nó không. 70k luôn. Lỡ bán tặng đi chị em 70k, hàng này em đang sale là 95k nhá. Lên mã này là mã tặng bộ 70k luôn dùng nguyên. Cái này mà không bán lỗ nữa thì thôi, bán chuẩn này bán cho có việc này chị em mình này. Nha, lên luôn dùng mã bộ lụa 70k luôn. Nha, bộ lụa neo 70k, size này chị em mình đến 60 là vô tư nhá. Còn được mấy bộ nên là em sale luôn cho nó gọn. Nam có size Tâm An áo polo sao là có size đúng không, áo vàng á có size, có size Tâm An nha. Bán tặng luôn cho chị em bộ này giá 70k luôn, thật là sẽ không bao giờ đi nhập ra được giá này hết nha. Size này chị em lấy 60. Bộ nắm không phải nam, bộ nắm không có,
em không lên quốc riêng nha, em còn có mấy cái đằng sau thôi, lên là đi lên về 79 cho Nguyễn Vang nha, 70k thôi, xe 70k cho 70k thôi, xe 70k luôn, không xe 79k nữa. Okay, em xe 70k luôn cho nó gọn nhá. Chị nào lấy mã 70 lên mã 70 là ok. Em không lên nam, không lên riêng nhá, riêng tại vì đã lên lúc trưa rồi, em còn lẻ tẻ mấy cái thôi nha. Chị nào lấy cái này lên luôn, dùng nguyên bộ nguyên đang mang thì là 60kg không vừa nha. Chị nào lấy bộ đùi 70k là giá này, giá lên bán tặng chị Nguyễn Văn Thích Cũ, phải không ta? Phải em không ta? Em xem áo polo phía sau. Nguyễn Văn lên thông tin nha, Nguyễn Văn mới này lên thông tin. Lên lại thông tin cho em nhé, quên mất là. Ta xem áo polo phía sau. 70k cho Nhung Kiều. Đây 70k, chị nào lấy mã bộ 70 lên mã bộ 70 giúp Nguyên nhé. Chị Nguyễn Văn nãy giờ quên. Nguyễn Văn lên thông tin nha. Nguyễn Văn từ từ để coi thôi, khách cũ đây coi. Nhung Kiều này cũ hay mới đây? Nhung Kiều cũ. Nguyễn Văn đây, Nguyễn Văn, Nguyễn Phước Nguyên, ok chị nè. Ok. Giờ lấy em xem với. Ok. Áo nam phía sau em like rồi nhé chị ơi. Bộ lụa 70 okay. 5 phút. Chị Nguyễn Văn là khách cũ đấy, ok tầm chị. Tầm 2 này mới đó. Tâm An mới đây lên thông tin cho em vì khách em nhầm rồi. Mấy Nguyễn An, Tâm An, 2-3 Tâm An gì đấy. Đang kia giờ áo nam đó. Nhá, chị nào lấy cái này thì lên cho em, áo nam này đã lên rồi. Bộ này em xem nó thì chị em 70k, bộ này bộ lụa nhá. Này quá rẻ luôn, hàng này em xem 95k đấy. Áo nam phía sau em còn xe nhỏ thôi, hết xe to rồi. Hết xe to rồi nhá. Ai lấy cái này nữa thì lên. Ráng ra cho được 10 giờ chứ. Chút lại giờ nghỉ. Ok chị, ok chị em thấy rồi. Nha, chị nào chưa có cái này thì lên cho em luôn đi. Em xem gọn luôn cho chị em luôn. Nhá, đây, 70k nó. 70k nó, chị nào chưa có lên luôn dùng đi. Chị nào mà chưa có lên luôn dùng nguyên. Em còn mấy cái con quần riêng lẻ em xem luôn. Cho nó gọn coi chứ. Ok, ái gì Nguyễn có rồi nha. Còn cái quần A này sẽ đạt 70k cho Nguyễn Hồng Hà. Ok chị, ok chị. Trời ơi. Còn sót được mấy con size này cho chị em mình đến 65kg nha. Hạt size to. Hôm nào phía sau 95 nha. Hàng này là hàng size to nha. Bật lại luôn. Hey. Con này hàng size to, size này đến 65kg, mang ok luôn nha. Con này là hàng siêu thị nha chị em ơi, hàng này trang có siêu thị thôi. Con này là ring găng, chị em mình nhìn cái sớ của nó nè. Ring sớ, con này mềm, giãn nhiều. Nhưng mà là hàng size 65. Hàng size to nhưng không có hàng size nhỏ nha chị em mình ơi. Ring sớ, hàng này hàng siêu thị. Cái này em sale luôn chị em mình là 69.000 nha. Hàng này hàng size đại, hàng này mới là hàng khó tìm nè. 65kg nha chị em mình, không có size nhỏ hơn nha. Size này là size 65kg, size 36 lần. Đây nè, đây là một con này còn được mấy con chỗ này. Riêng nha Nhung Kiều. Đây này. Bao nhiêu đây? 69k luôn. Cái đại này có tiền đấy cho chị Nhung Kiều. Kiều. 69k nhá. Ai lấy thì lên luôn chị em. Kêu quá là rẻ chị em mình ơi. Quá là rẻ luôn, coi cái quần này là cái quần gì. Nhá, chị nào lấy 69k thì lên 69k dùng luôn đi. Mỗi size 36, size 36. Rồi tiếp lên cho chị em mình xem nè. Đây này chả thấy cái gì hết. Bên này giờ vút cung lên nữa sao? Riêng cho Nalumi. Bên kia, Nalumi là khách cũ hay mới? Nalumi lên thông tin nha. Lên thông tin cho em đi đã. Ôi. Ôi giời ơi, sai lỗ rồi. 57 độ về chị em mình chút xem. Con này 57 độ về nhá. Này. Màu này lại rất là dễ mang. Nalumi lên thông tin đi. Quần đuổi xước nhá. Size L đó, nằm mỗi size L size 57 độ về nhá. Lên luôn dùng nguyên mã này. Hàng đó là hàng thông hơi đấy. Con đó hàng cao cấp. 95.000 nhưng mà hết size nhỏ. Hàng đó hàng của nó. Hàng công ty là hàng công ty của nó là mấy ta? 475.000. Hàng xịn chứ không phải là hàng xổ. Ok. Chị nó giờ bảo ngược lại 55kg có vừa không kìa. Ai? Nó luôn mỹ vậy. Bỏ nó ra, không vừa đúng không? Sao vừa nó là 65kg mà. Thì giờ tan thêm 10kg nè. Đen lờ vậy đó kìa. Còn Hùng Phụng cái gì? Cái này em sale trẻ mình 49k. Chị Hùng Phụng có rồi. Nhá, tuổi đen chị Nguyễn Hương. Cho chị Hùng Phụng. Size L hết nhá. Size 49k. 49k. Đây cho chị Hồng Phụng luôn. Nha, cô lộ cho chị Khánh Huyên chứ lộ.
nha. Chị nào lấy cái này lên mã đuổi đen dùng lỡ nhé chị em mình ơi. Còn bao nhiêu là em sale gọn hết luôn ấy. Nha, chị nào lấy đuổi đen thì lên đuổi đen luôn, dùng nguyên 49k quần này quần lỡ nhé. Đẹp chưa? Quần lỡ nhá, đuổi xước. Cái này 62 chứ không về. Cái này tầm 57 đổ về XL thôi. Ai lấy cái này thì lên cho em nha. Lên luôn những mã này là mã lỡ. Sale gọn luôn cho chị em mình con này với giá lên luôn cho chị em mình là 49.000 một em thôi. Nha, ai chưa có tranh thủ là chốt nhá. Áo nam phía sau hết XL rồi nha. Hết size to rồi. Rồi ok, chị nào lấy cái mã này chốt luôn dùng nguyên 49k. 49k rồi, đây chị em sale mình cái quần riêng nữa mà. Là thôi nhá. Sale lỡ cái quần riêng nữa thôi chị em mà nó lên cặp quần riêng nữa thôi. Quần 49 cho Lan My Nguyễn Tâm Phúc. Nguyệt Trương. Hai biên à. Trời đẹp quá chị Khánh Liên ơi. Xịn sò quá chị Khánh Liên ơi. Thế hai biên xe 55 đổ về nữa nè. Xịn sò nữa, đâu roi ra cọc này chị trời. Hai biên nha, size XL, size 55 đổ về. Trời ơi, nhìn hàng nè. Đuổi đen cho Hồng Linh Võ. Con hàng này xịn sò quá chị, em mình nhìn phần trong của nè. Không. 57 đổ về thôi, không vừa. 57 đổ về, 57 đổ về thôi. Con này phát ngay chị em ơi, 55 đổ về chút ngay con này luôn. Hai biên xịn quá. Màu đen nữa nè. Quần gấu vàng nhé. Miễn có rồi. Lên mã này là mã công sở dùng nguyên. Đẹp quá chị em mình ơi. Em sale luôn chị em mình con này luôn. Có đường này con này, size L. Em đi chị em mình con này 79.000. Màu đen này hiếm đúng không? Size L cho chị Khánh Uyên. Một con 79.000 phát ngay luôn. Làng hai biên xịn trẻ mình nhìn cái phần gáy trong của vải này. Đường may ở trong này. May này, may rất là kỹ luôn. Đâu có ri, giờ cọp nè, size XL thôi. Mỗi size XL thôi, size 55 đổ về là chị em chốt đẹp nhá. Chị nào lấy cái này thì lên cho em. 55 kg cho Hồng Phụ. Nha, ok, không có đủ ri đâu chị ơi. 52 cái để em coi còn sao, tự nhiên ra bóc đường cọc này nè. Dạo ra cái chỗ quần công sở bóc đường này. Rồi ok, còn 3 cái thôi nè. Bây giờ phục còn đúng 3 thôi, chị nào lấy lên luôn dùng nguyên á. Theo giá này sướng á chị em mà nói. Hai biên chị em mình thấy để ấy các chỗ người ta like công sở là đều 150, 140. Đấy 160, không ai bán cho chị em mình tiền chục như thế này, tự tin luôn. Nha, cái này là công sở hai biên xịn rồi. Hai cá thêm cho chị Khánh Uyên con. Con sở mà hai biên mà màu đen nữa cho chị Nguyễn Hương luôn. Nguyễn Hương luôn. Nguyễn Hương rồi còn nó một con. Size 55 đổ về là chị em chốt đẹp. Nó sót một con nữa thôi. Chị nào chưa có thì lên luôn cho em nhé. Em đi luôn chị em mình con này, giá lên chị em mình 79k. Rẻ. Nhà con chạy chị em mình quần con sở rẻ quá. Nhá. Đợt này cái gì cũng lên. Vải lên. Thông lên, các kiểu lên. Chứ gì cũng lên, mỗi cái là lương không có lên đúng không? À, bụng của chị em mình tầm khoảng 76, 76, 77 là ok. Cái này em có... Cái này em còn ri. Hàng này hàng bao nhiêu tiền ta? Hàng này là hàng... Hết rồi chị Tâm Uyên ơi, em hết rồi. Còn cái này. Còn cái xe 5, à đây, đi lại đi. Em like một xíu rồi là em lên nghe dạ mình đó. Nó cứ ảnh comment, viết like, cứ ngồi vút, viết mệt quá. Đây còn cái nữa thôi. Chị lấy một chút, con này phôm này bao đẹp luôn. Mà đi chị em 79.000 là công sở hai biên nhá. Còn nó một cái xe XL, xịn sò, đến cái phôm quần nó cũng đẹp này chị em này.
Dòng này là xịn rồi. Nha, hai biên em còn có một cái thôi. Không vừa em ơi, cái này XL thôi anh Trinh ơi. Cái này XL thôi. Size nào là tầm 55 đổ về thôi. Rồi nhá, chị nào lấy XL công sở em đi luôn, chị em là 79k. Cái này em còn một ri, 3 size SML tầm 55kg, 57kg chị nào gọn lên được ok. Nhá, form này là form tiếp tắc, bếp ghi ấy. Công sở chị Nguyễn Thủy luôn. Còn cái chị Nguyễn Thủy đỏ rồi. Nguyễn Thủy đỏ 60kg không vừa đó chị Anna Lê. Để chập em ra em dùng còn size nhỏ không. Tiện ra thấy đang đen bắt một cọc. Cái này em sale luôn trẻ mà là 95.000 được không? Một ri thôi. Nha, form này là form baggy, form hơi giống nhắn boy. Nha, 3 size SML đẹp lắm, vẫn là hàng 135 của nhà Nguyên, em sale cho nó gọn. Nha, chị nào lấy cái này lên chung mã này. 95k SML. Nha, chị nào lấy 95 chốt 95 luôn dùng Nguyên. SML nhá. 95 SML. Vườn này em sale luôn cho chị em mình luôn. Đen 95k luôn. Một ri ring luôn cho chị Khánh Uyên. Đẹp lắm chị Khánh Uyên mà em sale rẻ quá. Tranh thủ phát thôi. Tranh thủ phát thôi. Cái này size L, size 57 màu đen. Hết rồi chị ơi, hết chốt rồi. Hết chốt rồi. Ring 50 em cũng hết luôn. Này chị em mình nhìn nè. Nó xịn xò lắm nhưng mà giờ rất rất mẫu lại cái này là em ân sale cho nó gọn thôi size L. Để em đi dồn thử nhá. Chờ em xíu nha chị Ngọc Phạm ơi. Nha chị nào lấy đen size L để em dồn cho còn không thôi. 79 ca thì nó rẻ quá. M nữa chị em ơi. Để cho chị Khánh Uyên đủ size cho đủ size. SM hồi nãy chị XL. Đây. SM. Có chị Ngọc Phạm này, còn S và M chị Ngọc Phạm này. Còn S và M chị Ngọc Phạm nhá. Cho chị Khánh Uyên cho đủ đi. Cái này em còn S và M này, chị Ngọc Phạm lấy đi. Xịn sò lắm. Vải này chị em mình nhìn hàng luôn dùng em. Nhìn cái phần trong của nó này. Nhìn phần trong của nó này. Đấy, hai cái size S ok. Xây lời cho chị Trang Phan. 95 chị Trang Phan. Hai cái size S cho chị. Để cho chồng sao thấy con này. L lên cho chị Khánh Yên. Khánh Yên. Để tự ri. Hai cái size S cho chị Ngọc Phạm. Phát riêng hồi nãy á. Ok. Phát riêng á. Phát riêng là đi 119.000. Mai có cái áo na nữa là nhà em bỏ vô đi đơn luôn á chị. Không không, em nữa này đi thì Ngọc Phạm 2 cái 1752. Mai nhà em có cái quần, có cái áo nam về là áo polo nam về á. Tại vì chậm xe á, là mai có hàng đó là nhà em bỏ vô đi đơn luôn. Rồi còn size M, size chị em 52 đổ về chị em chút. Còn size M thôi. Nha, hai biên size M. Size M và size L nhé. Công sở size M cho chị Diễm Trần. Rồi cho Diễm Trần. Rồi còn ML nhé. Hết size S luôn. Size M chị Diễm Trần. Còn size M nhé chị em mà nói. Nhằm ML nhé. Còn size M và size L nữa thôi. Chị nào lấy thì lên luôn giùm em nhé. Em đi chị em mình cái này 79k. Em chạy chị em mình công sở này quá quá rẻ và quá xịn. Toàn hàng chất của nó là công sở 2 bi. Mà đi chị gấp 79k con nhé. Đấy chị nào lấy cái này thì lên cho em. Cây M và cây L nhé. Ai lái thì lên. Rồi lên nắp mới còn đi nè. Thế. Thế. Cái gì? Không nhảy đúng không? Còn xe to hết rồi em ơi. Cái này có một cái xe S nè. Có một cái xe S nè. Nha. Màu này là màu khói nhé. Xe S nhé. Xe trẻ mình 50. Chị nào gọn lên 52. Nên mã khói S. Em đi trẻ mình 95.000. Khói xe S nhé. Cho chị Kim lên cái 52 cái. Ok, chị Kim lên cái 52 cái này. Ok, chị Kim lên. Rồi nha, cái này em đi luôn chị em mình luôn. Không sợ hai biên ok rồi. 79 nha vô. Lên mã này 95k. Màu khó CF. Ring kim tuyến này, cái này em sale luôn, gọn luôn chị em mình luôn. 89.000. Lên mã theo. Theo size 29. Theo size 29. S đen cho Khánh Uyên.
Khánh Uyên. Con này em đi chị em mình 89.000. Quần ring chị căng sang có rồi. Size L nãy có rồi. Lên mã theo size 9 cho Nguyên nhé. Đẹp lắm chị Khánh Uyên. Đây là đây nè. Còn nó từng này con nữa là em lên nó cho nó gọn là hết luôn rồi. Rồi chơi chị nào lấy cái này lên luôn chung mã này là mã 29 là ok. Con này em đi chị em mình 89.000. Chị em mình nhìn độ giãn độ mềm của nó nè. Khó hết rồi chị Tâm Uyên ơi. Nè nhìn luôn dùng Nguyên nhé. Chị nào lấy cái này lên mã 29 là ok. Con này em đi chị em mình 89k thôi nha. Chúc mã 29 là ok. Em đứng như này em like cho đấy nha. Con này dáng boy. Con này lên mã boy dùng Nguyên size 57. Lên mã xanh size L. Ui chào ơi đẹp quá. Theo 29 cái việc Khánh Uyên. Khánh Uyên. Nó sẽ hết rồi, lên mã xanh size L 57 độ về chị em chút đẹp 95.000. Rẻ quá thể chưa, hàng 135 bình thường đó chị em mình ơi. 135 giá này ở đó rất là rẻ rồi. Đây nè, còn cả nè. Những cái này còn ít nên là em lên cho chị em mình cho nó gọn luôn. Nha, chị nào lấy cái này lên mã này. Xanh L. Xanh L một con nhá. Chị nào lấy xanh L chút xanh L dùng nguyên. 95k xanh L. Ui, kim tuyến size to. Kim tuyến con này size 30 lần. Size 30 nha. Chị nào hay đi size 30 chút lên luôn dùng nguyên chị em mình nhìn phong luôn. Toàn bộ là lưng siêu cao. Toàn bộ là lưng siêu cao chứ không phải bản lưng thấp đâu nhá. Mày đi đó. Lên mã này là mã 89k size 30 nhá. Con này là bò kim tuyến nè. Thường là chị em mình đi mua cái này trăm mấy gì. Nè chị em mình nhìn ở trong. Nguyên con đợt này là Nguyên mua con này là 180.000 chứ không có quá cao. Cái này chị em mình 89.000 bò kim tuyến nhá. Tin kim tuyến nhá chị em mình nhá. Con này size 30 cho chị Khánh Uyên luôn. 89k luôn cho nó gọn. Con size 29. Size 29 nhá. Bo em hết rồi chị ơi. Xanh cũng hết rồi. Không có size chị Quỳnh Hương thôi. Cái này là một size. Cái này chị em mình to nhỏ gì mang cũng được hết. Hàng này nam mang được, nữ mang được luôn. Nha, rồi lên chân này kim tuyến, size này size 29. 89 ta chị em mình nhìn cái độ giãn của nó nè. Nha, lên mã đen 29, 89 là ok nha chị em mình ơi. Nha, toàn bộ là hàng xịn hết đó chị này. Toàn bộ là hàng xịn hết đấy. Nha, chốt mã này là mã 29 lên giúp Nguyên. Chị nào lấy 29 comment lên 29 dùng Nguyên. Tin 30 em hết rồi chị Quỳnh Hương nha. Lên mã 29, 89k. 28 để đủ ghi nè. 28, 29, 26. Con này 89k nhá. 26, 28, 29 còn 3 size. Nha, chị nào lấy con nào lên con đó luôn dùng Nguyên. Cái này chị nào hay đi size nào lên size đó nhé. Còn 26, 28 và 29 còn 3 con nha. Em đi nốt luôn chị em là 89k lên gọn luôn đấy. Chị nào chưa có thì lên nhé. Ai chưa có cái mã đấy thì lên luôn cho em. Rồi tiếp cái này em còn mấy con. Đây chị em mình chọn này. Cái này là phong tàu. Phong tàu nhá. Phong này phong 65. Ủa 60kg thì rộng lắm chị ơi. 60kg thì ăn rộng lắm luôn. Con này phong to phong 65. 60kg sẽ rất là rộng. Đen. Cái gì? Đen L. Làm gì còn? Size 26, 28, 29. 26, 28, 29. Bà đừng có chồng chung cho nó. Bỏ riêng ra riêng ra riêng. 89. Con này em đi chị em mình 55.000. Lên mã gấu nhá, toàn bộ là hàng tàu. Size này chị em mình 65 đổ về là chị em mình lên đẹp dùng nguyên con này nhá. Cho lên chung mã này là mã gấu xanh. Gấu xanh. Em đi luôn chị em mình coi này 55k nhá. Chị nào lấy gấu xanh em lên chị em mình lấy cặp này nhá. Toàn bộ hàng tàu hết nha. Lên gấu xanh cho em, quên lộn, 55k. Gấu kèm màu đi chị em mình, gấu xanh, gấu trắng, gấu hồng, gấu cam, có cả xanh chuối nè. Đây chị nào lấy màu nào nữa lên, xong em ngưng với chị em mình ơi. Nghỉ sớm nhá, nghỉ sớm cho nó ẵn comment, biết like, ngồi vút, biết mệt, đau tay. Rồi lên màu xanh xanh cát, xanh chuối nè, xanh chuối nè,
Size này toàn bộ size 65 nha chị em, mình mix với mix với quần ôm nhá, chốt len cho nguyên cái này. Len luôn chung mã này là mã xanh từ từ này. 2989k cho chị Lan Lan My Nguyễn đi sao. Có xanh thì Ngọc Linh Sương. Rồi lên mã xanh chuối luôn dùng nguyên em đi chị em mình, con này giá lên chị em mình là 55k xanh chuối. Nhá, chị nào lấy xanh chuối chốt lên cho em với. 55k nhá. Xanh chuối, chị nào lấy xanh chuối. Rồi lên chờ nguyên mã này là mã chữ trắng. Đẹp đó. Chuối cho chị Hồng Phụng. Ở quay lộn cho chị Khánh Uyên. Trắng cho chị Khánh Uyên luôn, 55k. Còn trắng với chị em mình ơi. Còn trắng nhá, còn hồng đậm. Đen có đâu? Không có đen gì ạ. Này không có đen Khánh Uyên ơi, Khánh Uyên ơi. Không có đen gì ạ. Màu hồng nhạt. Hồng nhạt nhá. Không có đen nha. Toàn bộ là hàng tàu. Toàn là hàng tàu hết. Lên đen cho em. Áo quay lộn, lên hồng cho em. Không có đen, cái này không có đen. Nha, rồi lên luôn dụng này. Lên luôn cho em mình mã này là mã gấu, gấu hồng. Form to nhá, form này 65kg vô tư luôn ấy. Đây mix với lại quần ôm. Không có đen mà. Rồi lên tím cho em. Chữ tím là ok, toàn là hàng tàu hết con này nha chị em mình ơi. Nha. Lên luôn dùng nguyên toàn là hàng chuẩn, hàng Quảng Châu hết này. Hồng đậm cho chị Ngọc Nguyên. Đợt này chị Ngọc Nguyên hay mua áo phông rộng à. Bình thường nhớ chị nhỏ nhỏ mà ta, hai chốt cái size nhỏ, đợt này mua áo cũng là size 60 không à. Hồng cho chị Khánh Uyên. Hồng cho chị Khánh Uyên. Rồi tím lên cho em. Nhá, comment tím luôn dùng nguyên em đi luôn chị em mình là 55k tím. 55k tím nhá. Chị nào lấy tím chút tím luôn cho em. Áo nam form to hơn áo nữ. To lắm. Không vừa đâu. Chị lấy gì ta? 60kg thì bình thường lấy cái áo của nữ mà cũng được mà. Rồi nhá, tím lên cho em. Chị nào lấy tím lên tím. Tím, cam và hồng nhạt nữa là hết. Cam này. Là hết cái mã này. Được chưa? Trắng còn không? Trắng còn con. Trắng cho Lan Nguyễn. Trắng còn con. Còn cam chưa lên. Hồng chị Khánh Uyên có rồi, lên cam cho em. Nhá, chị nào lấy cam comment cam luôn cho Nguyên. Nhá, chốt cam luôn dùng Nguyên. Em đi chị em con này 55k. Cái này á, cái này bao nhiêu tuổi mang cũng được chị ạ. Nếu như mà ngái tuổi chị lấy màu sáng mà vải này nó sướng. Vải này cũng bao sướng luôn ấy. Hồi nãy giờ em nhắc đi nhắc về luôn ấy. Cứ sờ là nó đã cái tay luôn. Sờ là nó đã cái tay luôn. Hàng này dòng hàng cao cấp mà em đi chị em chỉ có 95.000. Trước giờ bán áo nam thì em thấy cái này sướng nhất. Ok, đổi cái gì mai chị báo nhé. Chụp lại đi. Chị chụp lại cần cái gì chụp lại mai nhân viên mới biết đường. Cam cho chị Khánh Uyên. Chị chụp lại cần cái gì chị cứ chụp lại rồi báo nhân viên chốt đơn ấy. Chứ không nhiều hồi nó qua nó về là không biết đường cái nào hết. Rồi nhá, chị nào lấy cái này thì lên luôn dùng nguyên. Tím, hồng và cam. Áo nào áo 95. Áo 95. Áo nó 95, còn áo này đang đi 55.000 mà. Không, áo của sao. À chưa à. Thế chị ghi đổi áo phía sau là đổi như thế nào. Đổi như thế nào. Rồi nhá, ai lấy cái này nữa thì lên cho em nhá. Em đây luôn chị em mình chỉ có 55.000 con này thôi. Em ngưng chị em mình. À, từ, coi cái áo đỏ đằng sau sợ là cái gì đó. Cọc đỏ là gì đó. Này áo đá à. Áo đá này hồi nãy đi rồi này. Đá đỏ. Bao nhiêu ký? Chị lấy bao nhiêu ký? Cái này em đi chị em 39.000 đá đỏ này. 39.000 đá đỏ chút lên cho em này. Form này chị em đến 60 nhá. Con này chắc có tông tàu, còn đá đỏ và đá trắng còn mấy con nữa nè. Chị nào chưa có một chút. Đá đỏ và đá trắng. Em lên luôn cho chị em mà là giá 55.000. Áo có lộn 39.000. Sorry 39.000. Còn đá đỏ và đá trắng nhá. Chị nào lấy chút nó cái này xong em nhá. Còn hai tông màu cho cái mã đá này. Lên số ký đi Lan Nguyễn ơi, lấy size đi. À từ từ, có áo đen. Áo đen gì chị ạ? Đen gì, đen gì? 57, 58, 1 mấy 6. Lấy size L đi. Lấy size L đi. Lấy size L là được đấy chị. Nhá chị nào lấy Lan Nguyễn, một đen, một xanh, nên là một đen. Đen chứ khác rồi.
hết đen rồi. Cái lá màu xanh này luôn nhá. Lá màu xanh này nha, chốt đi, 95.000 sao em ngưng ấy, em tắt like á. Lá trắng thì Khánh Uyên. Trừ cái này đi. Mặt ôm à, mặt ôm 50 mấy. 57 58 cái mặt ôm thì lấy size L. À quên lộn, lấy size M. Size M thôi. Size M thôi. Ưa măng ôm size M, cái này nó giãn vô tư. Chưa áo trắng cho thanh niên. Cái tiếng nữa. Ưa mặt ôm thì lấy cái này. Cái này cho chị Ngọc Phạm đi. Một đen một xanh cho Lam, Lam Nguyễn lên số ký đi. Lấy số ký cho em rồi chú. Cái này 95k. Hàng này là hàng 475.000, chị em phải coi giá tắt. Vậy chỉ cần xó cái tài vô là nó đã mát cái tài lắm rồi. Nhá. Ok, lấy mờ đi. Này là toàn bộ là nó giãn nhiều hết như thế nào nè. Giãn vô tư luôn ý. Chắc nó dễ quẹo luôn. Đó đỏ, dạ. Đó đỏ, đó té. Cho Lan Mi Nguyễn. Đây nè. Đó đỏ nè. Đó trắng, đó chín to luôn nè. Rồi ok, em ngưng nhá. Bye bye chị em mình luôn nha. Bye 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 bye. Ok, em lấy size M đó. Em tắt like nhá. Hẹn chị em bằng cái like sau. Ngày đi like á, ngồi vút vút miết đau cái tay thôi. Phải vút lên vút xuống mới thấy comment. Chị Lam Nguyễn lấy size L là lấy cái gì ta? Áo nam á. Áo nam size L màu gì? Đen với là xanh. Đen với xanh size L à? Xanh này đúng không? Còn lại size M rồi. Nhớ đen size L không còn á. Hết đen size L à? Còn xanh size L thôi. Nói size L ở chỗ này. Ở đây là cái lọc, cái lọc kìa đó. Đó, xanh nữa kìa. Cái màu trắng này. Đây size L còn có từng này cái thôi chị. Đen này. Đen size L. Đen size L đây. Đen với xanh, cứ lấy xanh nữa đi. Nãy đấy. Xanh đi. Ok. Ngưng nha, ba chị em mình luôn nha, hẹn chị em mình cái like sau nha. Bye bye, bye bye, bye bye. Hẹn chị em mình cái like gần nhất. Không biết là trưa mai có lên không. Bye bye, mình tắt cái like này trước nha. Chúc không cả nhà ngủ ngon nha. Giờ khoác riêng lên nè, chị ơi. Khoác riêng nó như thế này thôi. Một cái này cũng hết rồi. Còn cái lẫn này nè. Còn cái lẫn cái này em đi luôn cho chị em mình là 119.000. Còn cái này là nam được, nữ được. Không có size to chưa? Bộ không hết size luôn rồi đó chị Hiền Liên. Em hết sạch. Còn cái này nam nữ là mang được đến 62kg. Em vẫn đây là 119.000. Ai lấy cái gì chút nữa. Sau em liên like nhé. Tiếp màu đen không có đâu chị ạ. Tiếp em còn có từng nửa cái, từng nửa màu nó là hết rồi. Xong em ngưng like nhé, cái ba chị em mình lên.